Thiền niệm hơi thở là một cái pháp thiền phổ thông nhất, có rất nhiều trung tâm thiền, có rất nhiều thiền sinh trên thế giới hiện nay đang ưa thích thực hành cái pháp thiền này. Có 40 cái pháp thiền thiền định, 40 pháp để thực hành pháp thiền định. Thì trong đó cái pháp thiền mà niệm hơi thở này được coi là một cái pháp thiền nó dễ thực hành nhất. Bởi vì là cái đối tượng của nó là hơi thở, nó rất là dễ dàng đối với thiền sinh. Thiền sinh mình chỉ cần nhắm mắt vào hay mình để tâm lên trên hơi thở, thế là và mình tập trung tâm ở đấy, vậy là mình sẽ phát triển được cái chánh niệm liên tục ở trên hơi thở đấy. Thì đấy nó là cái phát triển niệm hơi thở. Thì vậy cho nên là cái phát triển này thì cái vị thiền sinh đấy ở bất cứ ở nơi nào, mình đi bất cứ nơi đâu, mình ở bất cứ chỗ nào, ở bất cứ trong một cái thời gian nào thì cũng đều có thể thực hành được. Bởi vì cái hơi thở nó luôn luôn hiện hữu với mình. Mình đi đâu thì cũng có hơi thở. Nó khác với một cái pháp, một số các cái pháp thiền khác. Ví dụ như là mình muốn thực hành những pháp thiền khác, đôi khi cái đối tượng đấy nó là một cái trở ngại. Ví dụ như người thực hành thiền Kasina, đất nước lửa gió hay đen vàng đỏ trắng, thì lúc nào mình cũng phải có một cái đĩa, một cái vòng tròn, một cái biến xứ tròn to như một cái đĩa đường kính 30 cm. Vì đi ngồi thiền ở đâu mình cũng phải để cái biến xứ đấy ở trước mặt, thì nó sẽ trở nên rất là bất tiện đối với một người mà hay phải không có một cái chỗ hành thiền cố định ấy, thì nó rất là bất tiện. Còn pháp thiền hơi thở này thì mình không cần phải tạo cái biến xứ đấy. Cái đề mục nó có sẵn, cái lúc mình sinh ra cho lúc mình chết thì lúc nào cũng có hơi thở. Đấy, cho nên là cái thiền hơi thở này nó rất là phổ thông, vì nó rất là dễ dàng đối với thiền sinh, mình có thể tu tập được cái pháp thiền này. Thiền niệm hơi thở thường được hướng dẫn cho những thiền sinh sơ cơ, những người bắt đầu đi vào con đường công phu thiền tập. Hầu hết các thiền sinh mới bắt đầu hành thiền thì đều được tập qua cái pháp thiền niệm hơi thở này. Bởi vì với một cái người mà chưa từng có pháp hành, chưa từng tập thiền thì tâm thường là hay loạn động nhiều, tâm bị có nhiều cái tán loạn, có nhiều cái vọng tưởng. Thì bây giờ mà cái người đấy bắt đầu vào tu tập về tâm thì cần phải có cái sự nó chế ngự lại những cái vọng tưởng đấy, cần phải có một cái pháp mà nó gom cái tâm lại, nó làm cho cái tâm không có hướng đến nhiều đối tượng, tức là giảm bớt cái vọng tưởng xuống. Mà cái mà để nó có thể khống chế được cái vọng tưởng, nó có thể an trú được tâm một cách dễ dàng nhất thì đó chính là cái hơi thở của mình. Bởi vì cái hơi thở này nó chỉ có giới hạn ở một cái phạm vi nó rất là nhỏ. Hơi thở của người nó ở phạm vi rất là nhỏ, đó là nó chỉ có ở xung quanh cái chóp mũi. Nếu mình mà đi tâm, đưa cái tâm quá cái chóp mũi cái là mất hơi thở, mất đối tượng. Cho nên là
Chính vì vậy cho nên người thực hành thiền hơi thở lúc nào cũng phải gom cái tâm vào một điểm, gom tâm lại. Thì chính vì cái sự mà cái tâm nó luôn luôn được gom lại như thế thì nó không có phân tán được đi, thì nó không có thể nào hướng được đến các đối tượng khác, thì nó giảm bớt những cái phân tâm, nó giảm bớt cái phóng tâm, nó giảm bớt những cái vọng tưởng, nó giảm bớt những cái suy nghĩ năng xăng, những cái suy nghĩ nan man. Thường thường là mọi người mình hay có những cái suy nghĩ nan man nhiều, hay có những cái vọng tưởng nhiều, thì cái hành thiền hơi thở này là một cái pháp rất là hữu hiệu để nó làm cho cái tâm của mình nó định tĩnh trở lại, nó tĩnh lặng trở lại, nó bớt những cái suy nghĩ, nó bớt những cái phân tâm khác. Vì vậy cho nên là nó phù hợp với những thiền sinh sơ cơ. Nên trước tiên mình hành thiền hơi thở để cho cái tâm của mình, nó sẽ là cái pháp môn mà nó chính, nó chế ngự được cái tâm tốt nhất. Cho nên là cái pháp thiền hơi thở này thường được dùng cho những thiền sinh sơ cơ để chế ngự những cái vọng tưởng, những cái suy nghĩ, những cái tạp niệm ở bên ngoài. Trong rất nhiều bản kinh Nikaya, Đức Phật đã giảng dạy và dùng nhiều cái lời tán thán khích lệ các vị tỳ kheo nên thực hành cái pháp thiền cao thượng này. Thì bản thân Đức Phật trước khi thành đạo thì Ngài cũng hành thiền niệm hơi thở. Như khi mà Ngài ngồi thiền ở dưới cội Bồ Đề, cái đầu tiên thì Đức Phật trải qua 6 năm tu khổ hạnh, là Ngài hành cái pháp đó là nín thở, hít hơi vào và nín thở thật lâu. Nhưng mà nó không dẫn đến giải thoát, đến con đường tu khổ hạnh. Sau đó thì Đức Phật cũng đã từng đi học thiền với các cái vị đạo sĩ, và Ngài học các cái biến xứ, các cái thiền chứng, các cái tầng thiền, tức là Ngài học các cái kasina và chứng đắc đến các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà khi mà Ngài tu tập vào cái đêm cuối cùng để thành đạo thì Ngài lại tu tập thiền niệm hơi thở. Và Ngài nhớ lại một cái khoảng thời gian khi còn là một đứa trẻ thơ, đi ra ngoài cánh đồng để dự cái lễ hạ điền, và Ngài đã, tất cả mọi người thì tham gia vào cái buổi lễ, nhưng mà có một vị thái tử còn rất là nhỏ thì lại ngồi chú tâm vào hơi thở mà Ngài đã được sơ thiền, cái cảm giác an lạc đấy. Và Ngài đã nghĩ ngay đến cái con đường giải thoát có thể nó sẽ được khai mở từ cái pháp thiền niệm hơi thở. Và cho đến cái đêm cuối cùng mà Ngài đắc đạo là Ngài chú tâm vào hơi thở, đó Ngài phát triển vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi đắc được tứ thiền hơi thở rồi, lúc đấy Ngài mới phát triển các cái thiền chứng khác, các cái tứ thiền bất định, và sau đó Ngài chứng được tam minh. Ngài có hành qua thiền quán và Ngài đã giác ngộ được chân lý. Vì vậy nên cái pháp thiền hiện hơi thở nó sẽ làm nền tảng cho cái con đường đi đến giải thoát, làm cái nền tảng cho con đường đi đến giác ngộ được. Vậy cho nên cái pháp thiền này được gọi là một cái pháp thiền rất là cao quý, một cái pháp thiền rất là cao thượng. Nên là trong cái bài kinh Trung Bộ 118 quán niệm hơi thở thì Đức Phật có dạy nhập tức suốt tức niệm, tức là cái quán niệm hơi thở vào hơi thở ra này, các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sưng mãn, đưa đến quả lớn, công đức lớn. Nhập tức suốt tức niệm được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Bảy giác chi được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho mình giải thoát được viên mãn. Tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già nhất thẳng, chú niệm ở trước mặt, chánh niệm vị ấy thở vào và chánh niệm vị ấy thở ra. Thở vào dài vị ấy biết đó ta thở vào dài, thở ra dài vị ấy biết đó ta thở ra dài, thở vào ngắn vị ấy biết đó, thở ra ngắn vị ấy biết đó. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vào vị ấy tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Thì trong một cái bài kinh sẽ nói đến 16 cái giai đoạn của thiền hơi thở. Thì cái bài kinh thiền hơi thở này là nói về bốn pháp tứ niệm xứ. Thì trong đó có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì bốn cái phần đầu này được gọi là pháp thân, niệm, niệm thân, tức là phần thực hành thiền định. Vậy thì cái người nào thực hành thiền định thì phải ghi nhớ bốn cái giai đoạn này. Đó là cái vị đấy cần phải ghi nhận được cái sự hơi thở vào và hơi thở ra.
thở vào dài hay ra dài, thở vào ngắn hay là thở ra ngắn. Cái dài có nghĩa là có những cái hơi thở nó vào chậm chậm, nó ra chậm chậm, thì nó mất một cái khoảng thời gian dài thì nó được gọi là hơi thở dài. Có những lúc cái hơi thở nó vào rất nhanh và nó ra rất nhanh thì đấy được gọi là hơi thở vào ngắn, hơi thở ra ngắn. Ngắn là nó có một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Thì thường thường cái người nào mà mới hành thiền, cái hơi thở nó sẽ còn thô, có nghĩa là rất là mạnh. Cái người đấy, nhất là cái người nào người ta mới ngồi xuống, người ta đang đi về, đi đến thiền đường nó mệt, người mới ngồi xuống thì cái người nó thiếu cái không khí, nó thiếu oxy, cho nên là người đó phải thở những hơi rất là dài và thở ra những cái hơi rất là dài. Khi mà ngồi lâu rồi, cái tâm nó tĩnh rồi, cái thân nó tĩnh nặng rồi, cái thân nó an tịnh, càng lúc nó an tịnh thì hơi thở nó sẽ yếu dần và nó vi tế dần. Thì lúc đầu thường thường mới ngồi vào hơi thở nó sẽ dài, hơi thở ra nó dài, tức là hơi thở mạnh, hơi thở ra mạnh. Sau đó mình ngồi nó an tịnh, nó tĩnh nặng rồi thì hơi thở nó sẽ yếu dần đi, nó nhẹ dần đi và nó trở thành hơi thở vào ngắn ra ngắn. Thì thường thường là như vậy. Thì cái hành một thiền sinh hành thiền thì thấy rõ cái hơi thở vào ra, có lúc nó mạnh, lúc nó yếu, lúc nó ngắn, lúc nó dài. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Thế mình cảm nhận được hơi thở một cách trọn vẹn từ đầu đến cuối, toàn thân của cái hơi thở đấy. Thì đấy là mình cảm giác được toàn thân của hơi thở đấy, an tịnh thân hành tôi sẽ thở, là cái hơi thở nó trở nên rất là tĩnh lặng, mà mình cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Đây là bốn cái giai đoạn thực hành về thiền định của các thiện niệm hơi thở. Còn trong đó là cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Cảm giác tâm hành, an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra. Thì bốn cái phần này nó thuộc về pháp niệm thọ, niệm thọ, và nó là phần thực hành về thiền tuệ rồi. Thì trong cái bài kinh niệm, cái bài kinh Đức Phật dạy về pháp thiền niệm hơi thở là vậy. Thì cái người mà tôi đang cái giai đoạn thực hành thiền định thì mình chỉ có thực hành cái phần trên, cái khúc trên, còn cái khúc dưới này, để đến khi nào chuyển sang hành thiền Vipassana thì mình mới quán niệm tâm, là cảm giác về tâm tôi sẽ tự vào, tôi sẽ tự ra. Với tâm hân hoan tôi sẽ tự vào, tôi sẽ tự ra vì ấy tập. Với tâm định tĩnh tôi sẽ tự vào, tôi sẽ tự ra. Với tâm giải thoát tôi sẽ tự vào, tôi sẽ tự ra vì ấy tập. Bốn cái khúc này nó thuộc về niệm tâm, các cái tâm thiền. Bốn cái khúc này nó thuộc về niệm pháp. Quán vô thường tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Quán y tham tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Quán đoạn diệt tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Đây là cái bốn cái khúc này nó thuộc về niệm pháp, là nó cũng là thuộc về pháp thiền tuệ. Và nhập tức suốt thực niệm này các tỳ kheo tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, cực quả được công đức lớn. Thì đấy là cái bài Đức Phật dạy về cái pháp thiền niệm hơi thở. Thì cái người hành thiền trước tiên là phải đi tìm cho mình một cái chỗ hành thiền thích hợp. Cái chỗ hành thiền nó rất là quan trọng. Mà với một cái người sơ cơ thì cái môi trường, cái không gian hành thiền nó rất là khó. Với một cái thiền sinh mà đã thiện xảo rồi thì nó dễ hơn. Còn với thiền sinh mới là mình phải đi đến một cái môi trường thiền. Mà với thiền sinh sơ cơ thì tốt nhất là nên ngồi ở một cái nơi mà có hội chúng, như trong thiền đường là tốt nhất. Phải lựa chọn một chỗ ngồi thích hợp và cái nơi đấy yên tĩnh, ít tiếng động, ít người qua lại nhất. Cái nơi nào tĩnh lặng nhất, ít người qua lại nhất là tốt nhất. Ở trung tâm thì ngồi ở thiền đường là tốt nhất. Nếu mà mình đang tu ở trường thiền thì mình nên ngồi ở thiền đường. Ở nhà thì có một cái phòng riêng biệt, mình không nên ngồi ở cái phòng mà có đông người ở đấy. Nếu mà không có phòng riêng biệt thì đi tìm một nơi yên tĩnh khác, như là dưới gốc cây, dưới ngôi nhà hoang, ở hang núi, ở ngoài cánh đồng. Nếu mà trong nhà mình mà một cái căn nhà mà không có cái gian ra phòng riêng biệt cho mình thì mình nên đi ra ngoài vườn tìm cái gốc cây nào bóng mát ngồi, hoặc ra chân đống rơm, hoặc là đến một cái nhà hoang nào ra cánh đồng vào trong núi, tìm một cái chỗ nào yên tĩnh nhất để mà thiền. Thì cái việc đi tìm một cái chỗ ngồi riêng biệt nó cũng nó sẽ có cái lợi ích cho mình, đó là mình tách ra khỏi
cái chỗ nào, cái môi trường nào mà mình bận rộn ấy, thì mình sẽ rất khó nhiếp tâm. Ví dụ bây giờ mình mà ở nhà mình chẳng hạn, ở cái ngôi nhà của mình đã sống ở đấy rất quen thuộc rồi, và cái tâm của mình nó rất thuần thục đối với lại những cái phận sự, nó hướng đến những cái phận sự một cách rất là nhanh chóng, và mình khó có thể gom giữ nó lại được, vì lúc nào nó cũng bận rộn việc này, nó nhìn thấy chỗ nào nó cũng phải, nó cũng có cái việc phải làm, nhìn đằng nào nó cũng, và mình cảm thấy mình rất là bận rộn bởi vì nó có quá nhiều phận sự, quá nhiều công việc. Vì vậy nên là mình phải đi ra khỏi cái chú xứ của riêng mình, cái nhà của mình ấy, thì hành thiền nó mới tốt. Thì nó cũng giống như là bây giờ mình muốn cai sữa cho một cái con bê, một cái con bò con, thì mình phải nhốt nó riêng đấy. Mình còn cho nó ở chung với con bò mẹ thì nó không cai sữa được cho nó. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Thì bây giờ mình hành thiền là mình cai cái vọng tưởng, cai những cái phiền não, cai những cái bận rộn, cai những cái lo lắng, cai những cái tâm mà tán loạn ấy. Thì bây giờ cũng vậy, mình cũng phải nhốt nó ra một chỗ khác, nó ở cái ngôi nhà của mình, nó xưa nay nó đã có quá nhiều cái phận sự và nó đã có quá nhiều cái thói quen, cái tật xấu. Và bây giờ mình mà ngồi ở đấy là mình sẽ thua, mình không có thể cai được nó. Ra cái môi trường nào mà nó ít những cái dục vọng nhất thì mình sẽ hành thiền được. Bây giờ cứ ngồi ở nhà một mình, nhưng mà một lúc quá mình buồn quá mình bật điện thoại lên lướt đủ các cái tin tức, hay bật tivi lên để mình xem đủ các cái phim hay, hay bật đài lên nghe đủ các cái bài nhạc. Thế là mình tu một năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm không đạt được một tí định nào hết, bởi vì mình không cai được những cái tâm nó ham muốn những cái cảnh trần cả. Vậy cho nên là cái người muốn hành thiền phải xa đi ở cái môi trường mà nó có quá nhiều cái sự cái nhu cầu, cái dục vọng, cái đòi hỏi, cái bận rộn. Đấy là cho nên Đức Phật mới bảo hãy đi đến khu rừng ấy, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống. Bởi vì đi đến đấy thì mình có còn cái gì để mà làm đâu. Đi vào trong rừng thì còn bận rộn cái gì nữa. Rừng nó không phải là nhà mình, nó có bẩn thỉu mình không phải dọn. Nó không có phải phận sự một cái gì hết, mà mình có muốn tìm kiếm nghe nhạc xem phim đấy không có. Đến gốc cây, ngôi nhà trống, đấy là những cái môi trường tốt mà vậy. Là ở trong thiền đường thì nó cũng thế, mình có cái quy luật ở trong thiền đường, có cái sự tĩnh lặng, không có những cái cảnh sắc pháp nó đập vào các cái căn của mình, cho nên là mình sẽ có cái tâm an tịnh dễ dàng hơn. Nên là phải tìm một cái chú xứ thích hợp. Thế bây giờ tìm đến một cái chú xứ thích hợp rồi thì giống như là một cái khúc gỗ ấy. Bây giờ nó giống như là một cái khúc gỗ mà nó đang trôi ở dưới nước ấy. Bây giờ mình đem lên mình mà cho nó vào lửa để đốt ấy, mang nó vào để đốt thì nó sẽ không cháy. Thì nó không cháy. Cũng vậy, nhưng bây giờ mình đang sống ở một cái nơi mà mình được hưởng thụ quá nhiều. Mình hưởng thụ quá nhiều những cái nhu cầu vật chất. Nó đầy đủ quá. Thì lúc đấy cái sự mà hưởng thụ cái nhu cầu vật chất sung mãn đầy đủ, nó giống như là một cái khúc gỗ mà ở dưới nước không cháy được. Cái người vậy, mình là sống ở trong cái môi trường nó mà đầy đủ quá là mình hành thiền cũng không thể nào tĩnh tâm được, không thể nào định tâm được. Thế bây giờ cũng vậy, muốn cho cái gỗ nó cháy mình phải vớt nó lên để nó ở chỗ khô thì đốt nó mới cháy. Nhưng bây giờ mình vớt nó lên cái chỗ khô rồi, nhưng mà nó chưa khô, mình mới vớt nó lên nhưng mà bên trong nó vẫn còn ngấm nước. Mình đem đi đốt thì nó có cháy không? Đem đi đốt nó cũng không cháy. Bây giờ mình đã vớt cái khúc gỗ lên nhưng mà nó vẫn bên trong của nó vẫn còn ngấm rất là nhiều nước, nó vẫn còn cái độ ẩm rất là cao. Cũng vậy, bây giờ mình đã xa lìa được cái môi trường mà nó có nhiều cái bận rộn, cái nhu cầu, cái khuấy động cho cái tâm này á, mình đi đến một cái môi trường thanh tịnh rồi, nhưng mà mình vẫn còn ấp ủ đầy những cái tâm phiền não, những cái dục vọng, những cái tham sân si ấy. Thì nó cũng giống như là cái khúc gỗ mà nó còn đầy những cái ẩm ướt ấy. Thì cái người đấy mà mình mà ngồi mình không trừ khử nó, mình không trừ khử những cái pháp chướng ngại, không trừ khử những cái phiền não, những cái đòi hỏi, những cái nhu cầu,
những cái sân hận, những cái tham sân si, hay là gọi là còn gọi là năm cái triền cái: tham dục sân hôn trầm thủy miên trạng hối và hoành nghi. Năm cái đấy mình không trừ khử thì mình có ngồi đấy cũng chỉ mất thời gian. Đấy là một cái nữa, là khi mình đã đến được một môi trường thanh tịnh rồi, mình xua đuổi tất cả những cái phiền não ra khỏi tâm, lúc đấy bắt đầu mình hãy ngồi kiết già và giữ lưng thẳng, chánh niệm trước mặt. À, tư thế ngồi kiết già lưng thẳng đấy là một cái tư thế tốt nhất. Ngồi tư thế kiết già thì cũng được, mà tư thế bán già cũng được, không sao. Nếu không ngồi được kiết già thì có thể ngồi tư thế khác, mà tư thế bán già hoặc là tư thế nào cũng được, miễn là mình giữ lưng cho thẳng, giữ lưng cho thẳng. Còn ai mà tập được cái tư thế kiết già thì đó là cái tốt nhất. Ngồi trong tư thế kiết già nó rất là vững chắc, và Đức Phật thì tán thán cái người ngồi được tư thế kiết già. Nếu cái người ngồi được kiết già mới chứng tỏ là cái người đấy nhiệt tâm và tâm huyết với cái sự hành thiền. Cái người đấy, cái người mà hành ngồi kiết già thì nó đau, nên nó đau, nhưng mà cái người đấy là kham nhẫn, có cái hạnh kham nhẫn cao độ. Dù đau mình cũng không có sợ đau, mình vẫn sẵn sàng khuất phục cái đau, mình kham nhẫn cái đau. Nó cái đau ấy nó có thể kéo dài 1 tiếng 2 tiếng mà mình khống chế được, chế ngự được nó, mình tạo ra cho mình một cái sức chịu đựng cao, cao độ. Dù có những cái áp lực gì ở trong cuộc sống, dù cái cuộc sống này nó có kham khổ bao nhiêu, mình vẫn có thể vượt qua được. Đấy là nhờ rèn luyện cho mình có được một cái sức kham nhẫn lớn, nhờ có cái tư thế ngồi kiết già. Vậy cho nên là ai mà ráng ngồi được tư thế kiết già cũng rất là tốt. Còn không ngồi được nó đau, mà không ngồi được thì ngồi các tư thế khác. Đây là cái tư thế ngồi thiền, giữ lưng thẳng như vậy, đầu thẳng như vậy, quanh chân như vậy, chánh niệm trước mặt. Bây giờ thế nào là chánh niệm? Để niệm ở trước mặt là làm sao? Thế nào là đặt cái niệm? Niệm là cái gì? Niệm ở trước mặt, niệm ở đây là một cái ý thức, cái tâm của mình nó ghi nhận hơi thở, nhận biết hơi thở. Cái ý thức mà nó nhận biết nghĩa là phải tập trung tâm ở cửa mũi, ở trước mặt mình. Tâm mình phải để ở trước mặt chứ không được để ở đằng sau đầu, không được để ở trong đầu, không được để ở trong người, không được để ở một cái vị trí nào khác. Mà mình có thể để nó ở trước mặt thì được. Trước mặt thì cái mũi của mình nó ở trước mặt, phải để tâm ngay ở cửa mũi này. Đấy là mình để tâm ở trước mặt, để cái niệm ở trước mặt là mình để cái tâm nó ghi nhớ. Ghi nhớ là niệm, nó ghi nhận hơi thở, nó nhớ về hơi thở, nó biết hơi thở ngay ở cửa mũi, cho có hơi thở ra, hơi thở vào, nhận biết hơi thở đó một cách rõ ràng, liên tục trong suốt thời thiền, chứ không được để tâm ở những vị trí khác, không được lãng quên. Niệm có nghĩa là mình luôn luôn phải nhớ về hơi thở. Cái hơi thở, cái lúc đấy mình nhớ được hơi thở là quan trọng nhất. Và cái người nào trong kinh thì gọi là chánh niệm, nhưng mà ở bên ngoài người ta cái chữ niệm này nó đồng nghĩa với chữ gọi là nhớ, ghi nhớ, trí nhớ. Cái người nào mình mà nhớ được một cái gì đó không quên, mình luôn nhận biết một cái gì đó mà mình không để lãng tâm sang cái khác, thì mình cứ nhận biết cái đấy liên tục, mình ghi nhớ cái đấy liên tục, ghi nhớ hơi thở liên tục nhớ về hơi thở, không nhớ về những cái khác, thì cái đấy được gọi là chánh niệm. Thì từ chánh niệm đấy nó được duy trì liên tục thì nó sẽ phát triển thành định. Chỉ cần chánh niệm mà được duy trì liên tục là nó sẽ phát triển thành chánh định. Chánh niệm trước mặt, để niệm trước mặt, chánh niệm vì ấy thở vào, chánh niệm vì ấy thở ra, nhận biết hơi thở. Thế bây giờ mình ngồi mình nhận biết hơi thở bằng tâm hay là bằng mắt? Thường mình ngồi thiền thì mình dùng tâm để quan sát hơi thở hay dùng mắt để quan sát hơi thở? Nhận biết hơi thở ở đây, cái lúc đầu nó phải nhận biết bằng cái sự xúc chạm và bằng ý thức, bằng sự xúc chạm, cái sự tiếp xúc khác gọi là xúc giác khác, và còn cái ý thức khác, cái ý xúc khác, và còn cái thân mà nó xúc chạm khác. Trước tiên thì tiền sinh phải cảm nhận cái hơi thở vào ra có một cái sự xúc chạm vào da ở ngay cửa mũi, hay là chóp mũi, hay là da ở môi trên. Ba cái điểm đó thì được gọi là điểm xúc chạm, vì hơi thở nó thường xuyên xúc chạm vào đó. Hơi thở nó đi vào nó phải chạm vào, nó chạm vào cái da ở chóp mũi, da ở cửa mũi, hoặc là cái da ở môi trên. Cái hơi thở nó đi vào đi ra nó phải chạm vào đó, thì mình phải để cái tâm nó
phải để cho cái thân, cái thân thức của mình nó cảm nhận được. Mình phải cảm nhận được cái hơi thở nó chạm qua chạm lại đấy. Thì cái sự mà bây giờ nó giống như là mình ngồi có cái gió ở trên thì nó chạm vào cái da của mình. Thì cái đấy là cái thân của mình nó nhận biết. Sau khi mà cái chỗ mà thân thức nó nhận biết cái hơi thở vào ra rồi, thì sau đó mình ghi nhớ đấy nó. Mình ghi nhớ nó có hơi thở ở đây, có hơi thở đang vào, đang ra ở đây. Mình chỉ cần cảm nhận được nó một chút xíu, tức là lúc đầu, mấy phút đầu mình phải cố gắng mình nhận biết cái hơi thở nó xúc chạm vào cái da này. Sau đó mình dùng cái niệm để mình ghi nhớ. Mình nhớ là hơi thở nó đi vào ở đây, hơi thở nó đi ra ở đây. Thì cái lúc đấy nó là ý thức. Cái lúc đấy là ý thức nó nhận biết, nó ghi nhận, nó ghi nhớ hơi thở, đó là niệm. Giữ tâm ở cửa mũi và luôn ý thức tỉnh giác nhận biết hơi thở đi vào và đi ra. Chứ mình không được nhận biết hơi thở bằng, không được quan sát hơi thở bằng mắt, không được lắng tai nghe âm thanh của hơi thở, không được cảm nhận bằng bất cứ một cái gì khác, chỉ dùng cái ý thức. Lúc đầu thì dùng cái sự tiếp xúc để nhận biết hơi thở, sau đó dùng cái ý mà nó ghi nhận, nó ghi nhớ cái trạng thái mà hơi thở đi vào đi ra, nó tiếp chạm đấy, nó xúc chạm đấy, ghi nhớ cái giai đoạn mà hơi thở nó tiếp xúc với da ở ngay cửa mũi đấy. Thì mình ghi nhớ như vậy thì đấy là chánh niệm, và nó cứ ghi nhận liên tục như vậy, ghi nhận liên tục như vậy là nó sẽ phát triển thành định. Và phương pháp nhận biết hơi thở ngắn dài. Đức Phật dạy là thở vô dài vì ấy biết tôi thở vô dài, thở ra dài vì ấy biết tôi thở ra dài, thở vô ngắn vì ấy biết tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn vì ấy biết tôi thở ra ngắn. Vậy bây giờ mình nhận biết cái hơi thở ngắn và hơi thở dài là làm sao? Mình nó ngắn với cái so với cái gì mà nó dài so với cái gì? Thì bây giờ mình phải có cái so sánh thì mình mới biết được chứ, mình mới biết được cái gì là dài, cái gì là ngắn. Hơi thở dài là hơi thở thế nào là hơi thở dài, thế nào là hơi thở ngắn này? Hơi thở vào chậm đi ra chậm là hơi thở dài, tức là dài về thời gian. Hơi thở vào nhanh, hơi thở ra nhanh là hơi thở ngắn, tức là nó ngắn về thời gian. Thì cái đầu tiên ấy, hành thiền đầu tiên là mình cảm nhận hơi thở như thế. Hơi thở nó vào ra, nó nhanh hay nó chậm mình biết rõ, nó ngắn hay nó dài mình biết rõ. Thì đó gọi là hơi thở vào dài thì mình biết hơi thở. Nó vào dài thì nó sẽ ra dài, nó vào ngắn thì nó phải ra ngắn. Thế là cái sự nhận biết hơi thở một cách tinh tế như vậy. Nhận biết toàn thân hơi thở, làm sao là biết được toàn thân hơi thở đấy? Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Thì có nhiều người hành thiền ở giai đoạn này sẽ có một cái lầm tưởng, đó là nghĩ rằng là mình đưa cái tâm xuống cái thân này, xong là mình cảm nhận cái sự an lạc ở trên thân cùng với hơi thở. Và cái người đấy hành như vậy một cái là nó sẽ, cái tâm nó sẽ không bắt vào hơi thở nữa, mà nó sẽ bắt vào cái phong đại ở trên thân. Nó bắt vào cái phong đại ở trên thân, mình đi theo hơi thở vào trong người một cái. Vậy là cái tâm của mình nó đang bắt hơi thở, nó chuyển vào, nó bắt cái tính gió. Cái tính gió nó cũng thuộc vào một cái loại hơi thở. Bắt đầu tâm nó bắt vào trong người. Thì bắt đầu lúc đấy cái tâm này nó sẽ, cái thân này nó sẽ trở nên dao động. Nó trở nên dao động rồi là nó sẽ chạm cực. Nó sẽ chạm cực, nó nắc nư bên này bên kia. Hoặc là nó sinh ra nhiều cái hiện tượng khác. Cũng nhờ nó bắt vào cái, vì nó bắt vào tứ đại. Vì vậy nên là cái người hiểu, rất nhiều người sẽ hiểu sai cái câu là cảm giác toàn thân. Thì đây là cảm giác toàn thân của hơi thở này. Cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân của hơi thở có nghĩa là thiền sinh phải cảm nhận hơi thở một cách trọn vẹn từ thời điểm đầu đến thời điểm cuối. Tức là có những cái thiền sinh thì cái hơi thở nó, cái lúc mà cái thời điểm đầu nó bắt đầu đang đi vào thì mình biết, nhưng mà đến cái thời điểm kết thúc đi vào lại không biết nữa. Tại sao lại thế? Bởi vì là cái sự phóng tâm nó rất là nhanh. Trong một cái khoảng khách mà hơi thở nó đang đi vào thôi, mình cũng nhận biết được nó, nhưng mà mình cũng kịp thời mình nghĩ được mấy chuyện rồi. Mình đã kịp thời suy nghĩ được rất nhiều cái rồi. Thì cái hơi thở nó đi ra thôi. Cái lúc nó bắt đầu đi ra thì mình còn biết, nhưng mà thời điểm nó kết thúc đi ra mình không biết. Lúc ấy mình đã lãng tâm sang chuyện khác rồi.
cái lúc mà cái hơi thở nó đi vào nó đi ra cũng vậy, vì là cái tâm nó nhanh như vậy. Khi ở cái thời gian lúc mà mới tập đầu thì nó chưa nhanh như vậy đâu, nhưng mà khi mà mình đã tập hơi thở một cách thuần thục rồi, nó quan sát hơi thở một cách thuần thục rồi, nó trở nên dễ dàng rồi mà, nó trở nên dễ dàng rồi thì lúc đấy nó có thể vừa quan sát hơi thở, nó lại vẫn có thể phóng tâm sang chuyện khác được. Nó giống như là cái người mà mới tập đi xe, cái người nào mới tập đi xe đạp hay xe máy, cái lúc mình mới tập đi thì làm sao, mình phải chăm chú, mình không dám nhìn đâu nhìn đây nữa, không dám ngoái nhìn sang bên này sang bên kia, mình chăm chú như thế mà mình vẫn còn sợ hãi, thậm chí mà đi vẫn còn chưa có chắc, đôi khi mà mình vẫn còn bị ngã xe. Thì cái người mới hành thiền vậy, cái lúc mới đầu thường thường là chăm chú như vậy, nhưng mà được vài hôm sau nó quen, cái tâm nó quen rồi thì lúc đấy nó thấy hơi thở dễ dàng, quan sát có gì là khó đâu, vừa quan sát hơi thở vừa suy nghĩ đủ mọi chuyện quá khứ tương lai, chuyện trên trời dưới đất đều có thể suy tư được hết, là vì lúc đấy cái tâm nó quan sát nó trở nên thuần thục rồi. Cũng như người ta đi xe thuần thục rồi thì người ta vừa đi người ta nhìn đông nhìn tây, người ta ngó ngang ngó dọc, người ta vẫn đi được. Thì phân biệt hơi thở cũng vậy, lúc mới đầu thì nó khó, về sau nó trở nên dễ dàng. Thì cái lúc này cần phải tăng cường cái sự tỉnh giác cho nó, tăng cường cái sự chú tâm cho nó bằng cái cách đó là mình nhận biết hơi thở một cách trọn vẹn, chia hơi thở ra làm ba thời gian, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Thời gian đầu nó bắt đầu đi vào, mình cũng phải biết giữ tâm nó đấy, thời gian giữa nó đang đi vào, giữ tâm nó đấy, thời gian cuối nó kết thúc cái sự đi vào, mình vẫn giữ được tâm nó ở đấy. Đấy là nhận biết một cách toàn thân, nhận biết một cách hơi thở một cách trọn vẹn, cũng như là không còn thời gian để cho tâm nó ngừng nghỉ, không còn thời gian để cho tâm nó đi lang thang nữa. Đấy là một cái sự tăng cường cái chánh niệm, tăng cường cái tỉnh giác, tăng cường cái nhận biết, thì nó sẽ tiến bộ. Hành đến cái giai đoạn này, nếu mà mình mà chỉ hành ở cái giai đoạn đầu nhận biết hơi thở ngắn dài thôi, sau đó nó thuần thục rồi, bắt đầu tâm nó trở nên chán, suy nghĩ mông lung, và mình phải tăng cường cho nó bằng một cái bài này khó hơn. Cái bài này chỉ có hành được với những người đã thuần thục ở cái pháp là hơi thở ngắn và hơi thở dài, đã phải nhận biết rõ ràng thì sau đó mới có thể chuyển sang nhận biết toàn thân hơi thở được. Chứ mình chuyển sang sớm bắt đầu ngồi vào coi thường cái bài dễ hành luôn đó, bài khó này một cái là tâm nó bất an, để khó quá nó không hành được, nó không nhận biết được, thì lúc ấy mình nó trở thành như kiểu là quá tải quá sức, mình chịu không được, mình chăng vậy. Cho nên là mình trong cái pháp hành nó vẫn phải đi từ dễ đến khó, từ cái bài mình vượt qua được cái bước thứ nhất rồi thì mình mới tiến lên cái bước thứ hai. Biết toàn thân hơi thở. Và một bước nữa là an tịnh hơi thở. An tịnh hơi thở, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vào vị ấy tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập. An tịnh có nghĩa là lúc ấy chơi hơi thở nó, cái lúc mình mới tập thì hơi thở nó thô, nhưng mà tập lâu rồi hơi thở nó lại trở nên rất là vi tế, hay là nó trở nên rất là nhẹ nhàng, nó trở nên rất là yếu ớt. Cái lúc đấy mình sẽ có nhiều người sẽ cảm thấy chán, và sao hơi thở nó khó thấy, giống như không có, có mà nó giống như không có. Và lúc đấy mình sẽ có người cố ý thở mạnh nó ra để cho thấy cho nó dễ, thì cái đấy là sai. Mà cái tâm nó tĩnh nặng rồi thì cái hơi thở nó sẽ trở nên tĩnh nặng, cái hơi thở nó trở nên nhẹ nhàng, nó trở nên nó vi tế thì nó nhỏ, nó nhẹ hơn, thì đấy là hơi thở nó an tĩnh, an nó rất là an ổn. Tĩnh nghĩa là nó rất là tĩnh nặng. An tịnh, thế nào là an tịnh? Thân hành tôi thở vào, an tịnh thân hành tôi thở ra. An tịnh là cái giai đoạn thân hành thiền đã có những tiến triển tốt, đã duy trì được chánh niệm lâu hơn, các vọng tưởng đã giảm bớt và tâm trở nên thanh tịnh và an ổn dần. Ở cái giai đoạn hơi thở an tịnh này là bắt đầu xuất hiện những định, là bắt đầu có định, hay là cái giai đoạn đầu của cái sự mà có định tâm. Hơi thở nó trở nên nhẹ nhàng, vi tế, triển sinh liên tục chánh niệm tỉnh giác để nhận biết hơi thở. Thì cái lúc đấy mình thấy nó hơi thở nó yếu đi, nó vi tế đi, thì mình phải cố gắng tỉnh giác lên để mà thấy nó, chứ đừng làm cho nó thô lên, đừng làm cho nó động lên, chứ đừng làm cho nó mạnh lên.
là mình cảm nhận được cái hơi thở an tịnh. Hơi thở an tịnh thì nó có hơi thở ngắn, hơi thở dài, nó có toàn thân hơi thở. Đến khi cái hơi thở an tịnh thì nó tự động nó chuyển thành cái dạng hơi thở an tịnh. Thì lúc ấy mình cũng phải nhận biết trong cái hơi thở này nó yếu như thế này, nó nhẹ, nó nhỏ như thế này, nó phi tế như thế này. Nhưng mà mình vẫn biết được nó có hơi thở ngắn, hơi thở dài, có toàn thân của cái hơi thở an tịnh đó. Đấy là mình vẫn có thể quan sát hơi thở một cách thiện xảo như vậy. Người quan sát hơi thở giống như là một cái người thợ mà cái người thợ gốm ấy, người ta quay cái nò, có lúc thì người quay nhanh người ta biết là ta đang quay nhanh, khi quay chậm người ta biết là ta đang quay chậm. Thì cái hành thiền mà nhận biết hơi thở, vẫn khi mà cái tâm này quan sát hơi thở trở nên thiện xảo rồi, thì hơi thở vào nhanh mình biết rõ, hơi thở vào chậm mình cũng biết rõ, hơi thở nó mạnh mình cũng biết rõ, mà hơi thở nó yếu mình cũng biết rõ. Nhận biết một cách tinh tế như thế, một cách sâu sắc như thế, thì dần dần tâm mình nó sẽ đạt được những mục đích. Thì một cái nữa đó là hành thiền thì phải có cái sự trình pháp. Thiền sinh muốn hành thiền để có được kết quả tốt thì phải có, để tránh được cái sự hành sai và sinh ra ngộ nhận thì phải có sự hướng dẫn. Phải có sự hướng dẫn của một cái vị thầy có kinh nghiệm về pháp hành thiền định. Chứ còn nếu mà để cho một người mà mình tự thực hành là mình sẽ hành sai. Không ai có thể tự thực hành mà có thể đắc được thiền hết. Mình tự thực hành nó có thể đạt được một chút định ở cái mức cận định thôi. Thì khi đạt được đến cái cận định một cái là mình sinh ra những cái ngộ nhận ngay. Khi mà cái ấn chứng của định nó xuất hiện một cái là mình sẽ sinh ra rất nhiều cái tưởng. Và lúc ấy mình tưởng đến cái gì thì nó có cái đấy. Mình tưởng đến cái hình ảnh gì nó hiện ra hình ảnh đấy. Và lúc ấy mình sẽ ngộ nhận là mình đạt được cái gì đó. Và mình sẽ hành xa. Vậy nên thiền sinh cần phải có trình pháp. Tức là trình bày cái sự tu tập của mình đến một vị thầy dạy thiền. Có kinh nghiệm về pháp hành thiền định. Mình xin một đề mục thiền. Thiền sinh có thể tự xin đề mục thiền. Hoặc là nhờ một cái vị thầy đó cho mình một đề mục thiền phù hợp và hướng dẫn. Theo cái cách thiền sinh cần biết cách trình pháp một cách ngắn gọn, xúc tích, trung thực về sự thực hành của mình với vị thầy, và cái vị thầy đó sẽ có một cái sự hướng dẫn phù hợp. Thì còn ngoài ra nữa thì thiền sinh không nên bàn luận về cái sự thực hành của mình với những người không có kinh nghiệm. Tức là những ai mà không có kinh nghiệm hành thiền, mình ngồi bàn tán là hôm nay tôi ngồi tôi thấy cái tâm luôn, cái hơi thở nó yếu, nó vi tế lắm nhỉ. Thế là cái người mà người ta không có kinh nghiệm là không được, anh vẫn là sai rồi. Hơi thở mình phải mạnh mẽ, phải rõ ràng. Thế là ngày mai bắt đầu mình phải thở thật mạnh lên nhỉ. Đấy là một cái mà mình, cái bất lợi của cái việc mà hay đi làm luôn. Có rất là nhiều những cái mình dễ bị tác động, dễ bị những cái sự bàn luận đấy nó rất dễ tác động, và mình rất dễ tiếp nhận và mình chấp nhận những cái sai mà mình cho là đúng. Cho nên là cái người nào mà càng hay đi nói chuyện về cái sự tu tập của mình thì cái người đấy càng đi sai. Cho nên là hành là không có nói chuyện nhiều, không vội nói cho người khác biết về sự tu tập. Dù mình có tiến bộ mình không nên nói cho người khác biết. Mình nói ra một cái là mình có một chút tiến bộ, mình đi nói cho người khác là người ta sẽ ngưỡng mộ, là mình sinh ra tự mãn luôn. Tự mãn, thế mình giỏi quá thôi. Chỉ cần khởi lên một cái ngã mạn, một cái tự mãn thôi. Đấy, chấp nhận những cái lời khen của người khác một cái là nó sẽ kém đi. Bất cứ khi nào mình hoan hỉ, tự mãn khen mình chê người, mình tự khen mình chê người khác, đến lúc đấy là mình sẽ không còn tinh tấn nữa, mất cái sự tinh tấn. Vậy cho nên là mình không vội nói về cái sự tiến bộ của mình. Thiền sinh không nên thực hành theo ý thích của mình vì nó dẫn đến sự thực hành sai và sinh ra những cái ngộ nhận sai lầm về sự chứng đắc. Bây giờ mình bảo thầy dạy một cách nhưng mà mình lại thực hành một cách. Mình nghĩ là mình có nhiều cái thiện xảo, mình có trí tuệ, mình thông minh, mình phải hành cái gì đó nó rất là đặc biệt.
Thì mình nghĩ như thế, sau đó mình sẽ hành theo cái ý của mình nữa, thì mình sẽ rất là dễ hành sai và mình sẽ ngộ nhận, sẽ rất là dễ sinh ra những cái sự ngộ nhận sai lầm. Vậy nên là không nên tự tự hành theo ý thích của mình, mà mình phải hành theo một cái, phải hành theo sự hướng dẫn thì mình sẽ đạt được kết quả tốt nhất, nhanh nhất. Cho nên là ở cái pháp thực hành thiền định này, nó cần nhất là cái niềm tin. Cái người nào thực hành thiền mà có niềm tin thì cái người đấy sẽ nhanh đắc định nhất. Vì vậy cho nên là tại sao mà những thiền sinh nam với thiền sinh nữ mà hành thiền ấy, thì thiền sinh nữ bao giờ cũng sẽ đắc thiền cao hơn, nhanh hơn. Bởi vì cái người nữ có cái niềm tin tốt hơn, cho nên là hành thiền nhanh chóng hơn, có đắc thiền nhanh hơn. Còn thiền sinh nam là bao giờ cũng có cái niềm tin bao giờ nó cũng kém hơn, mà hay tự mãn về mình thì nhiều hơn, tự cho mình là thông minh tài giỏi và thích hành theo ý thích của mình nhiều hơn. Cho nên là hành thiền nó không tiến bộ nào. Đấy là cái sự thực hành thiền mình không nên làm theo ý thích của mình. Và trong thanh tịnh đạo dạy là một cái vị thiền sinh trước khi đi hành thiền ấy, mình tìm đến một cái vị thiền sư, và sau đó mình phải có một cái lời phát nguyện là xin dâng hết toàn bộ cái thân mạng này cho Tam Bảo và cho một cái vị thầy đấy. Bây giờ thầy bảo con mà nhảy xuống một cái hố than là con cũng nhảy. Tức là cái vị đấy có một cái niềm tin tuyệt đối như vậy, và có nghĩa là cái vị đó có một cái sự tin tưởng tuyệt đối vào cái sự thực hành theo đúng cái sự hướng dẫn một cách tuyệt đối, thì mình, cái người đấy sẽ đạt được cái pháp nhanh chóng nhất. Còn nếu mà mình cứ tự thực hành theo ý mình thì mình sẽ phải đi vòng vo rất là lâu, giống như là một cái người đi trong đêm ấy, có hai người đi trong đêm, một cái người có đèn pin và một cái người thì tự mò mẫm ấy. Người mà có đèn pin thì người ta soi được đường, người ta đi một mạch về đến nhà. Còn cái người mà không có đèn pin mà lại bảo tôi không cần đi theo ông, ông cứ tự đi, còn tôi tự tìm đường rồi đi, thì bắt đầu mình phải đâm dọc đâm ngang lên bờ xuống ruộng, chán chê mới bỏ được về. Thì cái sự thực hành cũng vậy, nếu mình mà nghe theo một cái người đã có kinh nghiệm thì mình chỉ một thời gian ngắn đã đi đến đích. Còn nếu mà mình cứ thực hành theo ý mình, nó giống như là một cái người mù, mình tự đi mình không có theo ai, thì mình sẽ lên bờ xuống ruộng rất nhiều lần, mất rất là nhiều cái thời gian và công sức. Thường xuyên trình bày sự thực hành và tuân thủ theo những hướng dẫn của một vị thầy có kinh nghiệm thì vị thiền sinh đó sẽ đạt được những lợi ích tốt nhất trong cái pháp hành thiền. Vượt qua các chướng ngại, đây là những cái chướng ngại trên cái đường tu tập. Có những người thì gặp thuận lợi, nhưng mà có những người gặp rất nhiều chướng ngại. Thì chướng ngại là những cái gì đây? Chướng ngại bên ngoài này, nếu quá ưa thích những ngoại cảnh thì nó sẽ chướng ngại cho cái việc hành thiền. Chướng ngại ở đây là một người ưa thích công việc, mình hành thiền nhưng mà mình còn thích làm cái này, thích làm cái kia, việc gì cũng thích làm, nên là ưa thích công việc, thế nên chướng ngại. Mà hành thiền nhưng mà hành thiền thì cũng thích, nhưng mà còn phải đi làm ăn, phải làm cái này cái kia, mình thích rất nhiều cái thứ khác thì nó sẽ chướng ngại. Ưa thích hội chúng, nhưng một người mình mà thích hội họp, thích đi đến cái đám đông, thích đến chỗ đông người, thích tụ tập, thích nói chuyện, thì đấy là một cái chướng ngại. Chướng ngại là ưa thích hội chúng, mình ưa thích nói chuyện, mình còn thích nói chuyện thì nó tâm nó tán loạn rất là nhiều. Thế cho nên là nói chuyện nó cũng sẽ là một chướng ngại. Ưa thích ngủ nghỉ, nếu mà người mà ngủ nhiều là nó sẽ cũng làm giảm bớt cái sự thực hành thiền mình đi. Không phòng hộ các căn, không phòng hộ các căn ở đây có nghĩa là mình còn hướng ra ngoại cảnh nhiều, ví dụ còn đi xem nghe múa hát, còn thích trang điểm, thích soi gương, thích đánh phấn, thích đi xem phim, thích xem ca nhạc. Đó, thì đấy là cái sự không phòng hộ các căn. Mình còn ưa thích đi xem cái này, đi xem cái kia, đi thích cái trò vui này, trò vui kia, thích đi giải trí, thích đi đây đi đó, thì là không thích, mình còn thích đi tham quan nọ kia đấy. Thì đấy là mình không phòng hộ các căn. Do không phòng hộ các căn thì tâm nó sẽ tán loạn đấy. Và không tiết độ trong ăn uống, tức là mình không có tiết độ trong ăn uống. Ăn thì sáng đi nấu ăn, xong rồi cứ một chút chút lại đi ăn một tí, ăn vặt suốt ngày ấy.
ngồi đâu mình cũng thủ mấy cái bánh hay là mấy cái kẹo ở trong túi ấy, thì toàn bỏ ra nhai một tí hay nhấm nháp cái này cái kia một tí, thì cái đấy là cái sự ăn vặt nó sẽ làm một cái chướng ngại nữa, vì thì đấy là những cái chướng ngại công việc hội chúng nói chuyện ngủ nghỉ không phòng hộ đặc căn và không tiết độ trong ăn uống thì nó sẽ là một cái chướng ngại cho mình hành thiền. Thiền sinh cần phải từ bỏ những cái sự ưa thích đó, từ bỏ làm sao tức là không ưa thích hội chúng, không ưa thích công việc, từ bỏ ưa thích công việc này, nhàm chán công việc này, đang làm thì bỏ hết đang làm, không ưa thích hội chúng mình phải tách mình ra khỏi cái hội chúng nào đấy. Cái người nào mình mà sống ở cái hội chúng này, cái hôm nào mà không có người đến nói chuyện, không có người đến đùa giỡn, không có người đến để hội họp, nó rất là buồn. Và mình luôn luôn mình tìm kiếm những cái chỗ nào có đông người, có hội chúng đông đúc để hội họp thì thấy nó vui, thì nó sẽ tâm nó sẽ loạn, để mình phải tách mình ra, không có ưa thích cái hội chúng, ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, giữ sự im lặng. Là người hành thiền là phải giữ cái sự im lặng, nó sẽ hỗ trợ tốt nhất. Không ưa thích ngủ nghỉ, mình ngủ một chút xíu thôi, buổi tối thì ngủ 3 đến 4 tiếng thôi, ban ngày ngủ thêm 1 tiếng nữa. Để là người hành thiền thì ngủ cao nhất là được phép ngủ đến 5 tiếng một ngày, đấy là tính cả ban đêm, tính cả ban đêm cả ngày đấy. Đêm ngủ 4 tiếng, ngày 1 tiếng, đấy là cao nhất. Còn nếu mà tinh tấn hơn thì đêm 3 tiếng, ngày 1 tiếng, đấy là 4. Tinh tấn hơn nữa thì đêm ngủ 2 tiếng thôi, ngày 30 phút hoặc 15 phút thôi. Chỉ cần vậy thôi, ngủ 3 tiếng là được rồi. Mà thỉnh thoảng mình thức suốt đêm mình hành thiền cũng được. Ví dụ như cách vài hôm mà hôm nay ta sẽ hành hạnh đầu đà, chỉ có ngồi mà không nằm. Thế mình hành thức suốt đêm hành thiền. Nhưng mà thỉnh thoảng thôi chứ không nên nhiều. Thức nhiều là ban đêm thì ban ngày nó sẽ hôn trầm. Ban ngày hôn trầm thì cũng không tốt. Thì nó còn tùy theo từng người, có cái người nào mà có sức khỏe tốt ấy, thì cái người đấy sẽ ít ngủ mà vẫn tỉnh táo. Nhưng mà có những cái người mà cái sức khỏe mình nó yếu thì mình cần phải nghỉ ngơi để nó lấy lại cái năng lượng, thì cái người đấy mình không cần phải sức nhiều. Thì cái người nào mà càng tinh tấn thì ngủ nghỉ ít thì các cái căn nó lanh lợi. Cái người mà ngủ nghỉ nhiều thì cái căn nó, các cái căn của mình nó, cái ý căn, ý thức của mình nó sẽ trở nên chậm chạp, nó trở nên thụ động, nó trở nên yếu ớt, cho nên khi mình hành thiền nó, cái chánh niệm nó rất là yếu. Còn người ngủ ít thì cái chánh niệm nó sẽ mạnh hơn, nên cho nên là không ưa thích ngủ nghỉ. Có phòng hộ các căn, phòng hộ các căn ở đây mà cái thiền sinh mà ở trong thiền đường là được giữ tám giới, là có cái sự phòng hộ các căn nó ở trong đấy. Mình không không có ăn phi thời này, không có xem nghe múa hát ấy, thì cái đấy nó chính là phòng hộ các căn, không trang điểm mà xem nghe múa hát. Phòng hộ các căn là mắt mình luôn luôn phải nhìn xuống này, tai mình không có phóng, không có lắng nghe những cái âm thanh nọ kia này, mũi mình không có ưa thích mùi hương này, lưỡi không ưa thích vị, thân mình không ưa thích xúc chạm cái gì tốt đẹp hết. Đấy là cái sự phòng hộ các căn, năm căn ấy, mắt tai mũi lưỡi thân. 50 căn đấy mình cần phải canh gác, canh giữ. Ý căn là luôn luôn chánh niệm ở trên hơi thở, có tiết độ ở trong ăn uống, là mình ăn không ăn phi thời, thì ăn sáng, ăn trưa, không có ăn vào buổi chiều, buổi tối. Thế mình tự mình nghiêm khắc với chính mình như vậy, thì cái tâm chánh niệm nó mới mạnh. Thì lúc mình ngồi thiền thì nó mới, cái tâm thiện nó mới sinh lên liên tục. Còn nếu không thì cái mình mà dễ dỗi dễ dãi với chính mình là cái tâm bất thiện nó sinh lên. Mình phải dùng cái tâm thiện để mà đè nén cái tâm bất thiện, dùng cái tinh tấn đè nén cái giải đãi. Mình phải dùng cái chánh niệm để mà đè nén những cái tạp niệm, những cái phóng dật. Đấy là vượt qua những chướng ngại bên ngoài và vượt qua những chướng ngại bên trong. Những chướng ngại bên ngoài là những cái ngoại cảnh đấy rồi. Bây giờ mình hành thiền ở trong tâm mình đấy, nó có đầy rẫy những cái tâm nó chống đối này. Cái tâm mình nó, những cái chướng ngại bên trong nó còn mạnh hơn chướng ngại bên ngoài. Bảo mình bây giờ xa lìa mấy cái ngoại cảnh bên ngoài thì dễ, nhưng bây giờ bảo mình xa lìa những cái tâm phiền não ô nhiễm thì rất là khó.
Thế nó giống như là bây giờ bảo mình đi đánh giặc ở bên ngoài thì dễ, bảo mình đi đánh giặc ở bên trong thì khó. Vậy bây giờ những cái phiền não, những cái ô nhiễm ở trong nội tâm của mình, nó rất là khó buông bỏ được. Thì vượt qua năm cái chướng ngại bên trong là năm triển cái, và năm cái triển cái này nó thường xuyên thực hành sinh khởi trong lúc cái thiền sinh hành thiền. Đó là tham dục, tâm nó hướng đến những cái dục cảnh ở bên ngoài. Sân hận, tâm nó cứ suy nghĩ về những cái chuyện tức bực quá khứ, hiện tại, tương lai, hôn trầm thủy miên, hoặc là lúc thì nó buồn ngủ, lúc thì nó nừ đừ, nó buồn ngủ, lúc thì nó chạo cử, nó cứ muốn đứng lên, hay là ngồi mà nó không an, đấy là chạo cử. Hối quá là cái tâm mà nó tiếc nuối một cái chuyện gì đó, mình đã nỡ làm hoặc là mình nỡ không làm một cái gì đó, là bây giờ nó sinh ra chạo cử, hoài nghi, mình nghi ngờ, mình không biết ngồi này có đạt được cái gì không, có lợi ích gì không, có tích sự gì không. Đấy là năm cái nó sẽ khởi lên và nó lại làm chướng ngại, làm cho mình ngồi mà không an, ngồi mà không yên, ngồi mà tâm không định tĩnh được. Thì cái cách thức mình cần phải vượt qua nó, cách thức mình vượt qua từng cái một, đối trị với từng cái một trong cái lúc mình hành thiền đấy. Đối trị lại với tham dục. Tham dục khởi lên với một người thường ưa thích sắc đẹp, muốn đối trị nó thì thiền sinh thường xuyên tác ý đến khía cạnh bất tịnh của sắc, khiến cho ghê gớm và nhàm chán với sắc, thì tham dục nó được chế ngự. Có người mình thấy cái gì nó cũng đẹp, đẹp là mình thích, mình thích đẹp. Thì bây giờ mình lại không có nhìn đến cái khía cạnh đẹp. Bây giờ mình nghĩ là cái gì đẹp nó cũng có cái xấu của nó, cái gì thanh tịnh nó cũng có cái ô nhiễm của nó. Bây giờ mình không nhìn vào cái khía cạnh đẹp của nó nữa, mà mình nhìn vào cái khía cạnh bất tịnh của nó, nhìn vào cái khía cạnh ghê gớm của nó. Ví dụ bây giờ mình thấy là có một cái người tốt quá, bây giờ mình thấy yêu quý người đó quá, bây giờ mình bảo bây giờ làm sao bớt yêu quý người này đi, thì mình nhìn vào cái tính xấu của người đó, thế là hết. Thế bây giờ mình thấy là những cái cảnh trần nó nhiều cái sự cả ái hấp dẫn, nó đẹp, mình thấy bông hoa của nó đẹp quá, mình thích, suốt ngày đi ngắm hoa. Lúc ấy mình nghĩ là hoa người ta toàn dùng phân với nước tiểu người ta tưới nó, cho nên là nó mới đẹp như thế. Vậy thì nó ngấm toàn những cái mùi hôi thối vào, thế là tự nhiên mình hết, không còn thích cái đẹp của cái hoa đấy nữa. Thế mình thấy cái người kia đẹp quá, thích. Thì bây giờ mình quán lại này, bên trong toàn có phân với nước tiểu, giống như là một cái thùng phân di động, có cái gì đâu. Thế là nó hết. Cái gì nó cũng vậy, có cái mặt đẹp nó cũng có cái mặt xấu, có cái mặt thanh tịnh thì nó cũng có cái mặt ô nhiễm. Mình bây giờ mình đừng nhìn vào cái khía cạnh thanh tịnh nữa, mình nhìn vào cái khía cạnh ô nhiễm ấy để nó chán hết đi. Thì đấy là đối trị lại được với cái sự tham dục ở bên ngoài. Vậy là lúc ngồi thiền nó không khởi lên những cái tâm là ưa thích cái này cái kia nữa. Có người mà đang ngồi thiền nghĩ mà, này hình như được ăn món thịt gà ngon quá, ngồi nó thèm. Thì lúc ấy mình quán làm sao? Quán làm sao để cho nó hết đi? Mình quán là cái gì nó đi vào bên trong miệng này, 1-2-4 tiếng sau này nó cũng thành phân hết. Cho nên là diệt trừ hết nó đi, không có tham một cái gì, không có ưa về cái sắc thanh hương vị xúc, nhàm chán hết mấy cái đấy. Vậy là nó đối trị tham dục như vậy. Đối trị sân hận. Sân hận khởi lên với một người mà thường hay soi mói những tính xấu của người khác. Mình mà hay tức là những cái người khác hay những chúng sinh khác, người ta có hai mặt, người ta có mặt tốt và người ta có mặt xấu. Nhưng mà mình lại không quan tâm đến tính tốt của người ta, mình cứ quan tâm đến cái xấu của người ta, là mình sẽ khởi lên đầy cái tâm sân. Thế bây giờ muốn đối trị được cái tâm sân nó khỏi khởi lên, chỉ có mỗi cách đó là mình nhìn vào cái tính tốt của họ, bỏ qua tính xấu đi, không quan tâm đến tính xấu của họ, mà mình thấy ai cũng là người tốt, người nào cũng là người tốt. Thế thì mình sẽ không khởi lên tâm sân nữa, cố gắng thấy những cái người nào cũng có cái tính tốt, cố gắng thấy cái tính tốt của họ, giống như ở trong cái bài tâm từ đấy, là quan tâm đến tính tốt của mình, thấy ai cũng đáng yêu đáng mến thì hết sân hận, còn thấy ai cũng chướng tai gai mắt thì đầy sân hận. Thế mình chỉ cần thay đổi mỗi thế là nó hết cái sân hận này. Đối trị với hôn trầm thụy miên. Đối trị hôn trầm là cái trạng thái tâm thụ động chán nản,
Thụy miên là cái trạng thái mà nó ủ rũ và buồn ngủ. Nên là hai cái trạng thái này đôi khi mình ngồi thiền làm sao nó cứ ủ rũ nó, hoặc là có lúc thì nó hôn trầm, nó buồn ngủ. Thì hai cái tâm này nó khởi lên khi mà mình ở một cái trạng thái trì trệ, thiếu tinh tấn. Chỉ khi nào mình cái tâm mình nó trở nên trì trệ, cái tâm nó không có tinh tấn, không có gấp rút ấy, thì là lúc đấy nó mới ở cái trạng thái này. Nhưng bây giờ nha, bây giờ mình đang rất là buồn ngủ, đang ở trong cái trạng thái ba đêm rồi không ngủ á. Thế là hôm đấy mình phải đi vào trong nhà và ngủ một giấc, tranh thủ ngủ một giấc. Nhưng mà bỗng nhiên có ai người ta hô cháy nhà, lúc đấy còn ngủ được không? Mà cháy thì cháy, tôi cứ cố nằm để ngủ một giấc, buồn ngủ quá rồi, có làm được không? Lúc đấy mình sẽ không thể nào ngủ được, mình biết là nhà đang cháy là không ngủ được nữa. Vậy thì cái tinh tấn nó cũng thế. Nếu như mà mình không thấy được cái nhà đang cháy thì nó sẽ muốn ngủ, còn mình mà thấy được cái trạng thái cháy nhà thì nó sẽ không buồn ngủ nữa. Muốn đối trị hôn trầm thụy miên phải tác ý đến sự tinh tấn, tác ý đến sự ngắn ngủi của kiếp người, phải gấp rút hành thiền rồi chóng được giải thoát. Thì cái người mà cứ nghĩ đến cái chết nhiều ấy, mình cứ nghĩ đến cái chết, bây giờ bắt đầu cái tâm nó cứ nhắm mắt và nó buồn ngủ này, sắp chết đến nơi còn ngủ cái gì nữa. Em nghĩ đến cái chết nhiều là nó sẽ không muốn ngủ nữa. Em nó cứ bắt đầu tâm nó cứ nhắm mắt và buồn ngủ. Em bây giờ mình ngủ sắp đến một giấc ngủ ngàn thu rồi, mai mốt chết rồi mình ngủ một giấc ngàn thu thoải mái, thì bây giờ sống ngày nào mà chịu có tỉnh giác, tỉnh giác mà hành thiền. Thế là nó chán. Cái người nào cứ tư duy đến cái chết nhiều, suy nghĩ đến cái chết nhiều, cảm thấy kiếp người là ngắn ngủi, thế mình sẽ cảm thấy là cái đời người nó ngắn quá, nó không đủ thời gian để cho mình làm những việc cần làm. Thì lúc đấy mình sẽ cảm thấy không cần phải ngủ nhiều, ngủ ít thôi, để mai mốt rồi ra nghĩa trang ngủ thoải mái. Đấy là đối trị hôn trầm thụy miên, là nghĩ đến cái chết nhiều. Đối trị với trạo cử và hối quá. Trạo cử là cái sự bất an ở nơi thân, còn hối quá là cái sự bất an ở nơi tâm. Mình có cái sự bất an gì đó thì nó mới có cái trạo cử và hối quá này. Bất an sinh ra do nhiều nguyên nhân, cái tinh tấn thái quá nó sinh ra bất an, các căn không thu thúc nó sinh ra các an, giới một không trong sạch thì nó sinh ra cái sự bất an. Đấy gọi là cái trạo cử hối quá này, nó do rất nhiều nguyên nhân. Thì giờ mình phải biết được nguyên nhân tại sao hôm nay mình bất an, thân nó bất an hay tâm nó bất an. Thân thể của mình nó bất an, như hôm nào nó có bệnh tật nó bất an, nó bị trúng gió là nó sẽ bất an, hôm nay mình mất ngủ là mình cũng bất an, hôm nay mình đói quá nó cũng bất an, trời nóng quá nó cũng bất an, ngồi mồ hôi nó ra tầm tã mà nó bất an, nó lạnh quá nó cũng bất an, nó có nhiều cái sự bất an về thân. Còn về tâm hôm nào mà mình đang ngồi thiền mà mình đi nghe nhạc là đến lúc ngồi thiền là tâm nó bất an đi. Hôm nay mình đi xem phim mà hôm nay đi xem phim một tí là bắt đầu ngồi nó tâm bắt đầu nó gợi những cái cảnh ở trong phim đấy, thì mình không có tập trung vào đề mục được. Hay là ngồi bây giờ mình đi cãi nhau chửi nhau với ai một tí, đến lúc ngồi thiền nó có an không? Và ngồi thiền tâm nó chỉ có khởi lên cái chuyện cãi nhau chửi nhau, chỉ muốn xả thiền ra để đi xử lý tiếp. Thì đấy là sự bất an. Bất an do mình không có thu thúc, mình không có giữ gìn, không có chánh niệm. Hoặc là mình giữ giới không trong sạch, hôm nay mình phạm giới, mình sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu gì đấy, hôm đấy ngồi nó sẽ bất an. Vậy thì muốn đối trị được với trạo cử để hối quá này thì mình cần phải quân bình các căn, thất giác chi phải thu thúc các căn và giữ giới cho trong sạch. Cái tâm của mình nó ở trạng thái quân bình thì nó không có bất an, và các căn nó được thu thúc và giữ giới trong sạch thì nó không bất an. Đối trị với hoài nghi. Có những người mà hành thiền thì người đã hay có cái sự hoài nghi, nghi là không biết là mình hành thiền này có được cái gì không, bắt đầu mới tính toán so đo, giữa ngồi thiền thế này với này, bây giờ hành thiền với đi kiếm tiền thì cái gì nó có lợi hơn, thì bắt đầu tính toán so đo như thế mà không biết là nào, ngồi thế này thì được cái lợi gì, ngoài kia bao nhiêu công việc, hoài nghi mà không biết mình có đạt được cái gì không, nghi mình này, nghi giáo pháp, nghi sự thực hành này.
nghi đủ mọi thứ. Hoài nghi khởi lên khi mình thân cận với người có tà kiến, hoặc là tự mình khởi lên các cái suy tư, những cái suy nghĩ sai về giáo pháp, về sự thực hành giáo pháp, thì nó sinh lên hoài nghi. Bây giờ mình thân cận những người có tà kiến, người ta chỉ cần nói mấy câu là mình sẽ sinh ra hoài nghi liền, sinh ra nhiều cái hoài nghi đó. Những người nào người ta nói là mình đang tu đúng, mà người ta bảo là tu như vậy là sai, chẳng hạn là mình sinh ra hoài nghi, và không biết là có đúng hay sai thật nhỉ. Nên đấy thì mình càng hay, mình không tránh xa được những người có tà kiến thì mình hay sinh ra hoài nghi. Thế muốn đối trị hoài nghi thì phải tưởng niệm đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng, tưởng niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Ví dụ mình hoài nghi về Phật thì mình niệm Phật, mình hoài nghi về Pháp thì niệm Pháp, hoài nghi về Tăng thì niệm Tăng, hoài nghi về giới thì niệm giới, mình hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp thì mình niệm thí hoặc niệm chư thiên. Có khi có mỗi người có cái hoài nghi khác, có người hoài nghi về Phật mà chẳng biết là Phật có thật như vậy không, có cao siêu thật như vậy không, có một cái bậc vĩ nhân, cái vĩ đại, một bậc giải thoát giác ngộ không. Mình hoài nghi về giáo pháp mà không biết giáo pháp này có phải thật Phật nói ra không, mình hoài nghi về chư tăng mà không biết là các vị chư tăng có thật sự là tu tập đi đến giải thoát vậy không, hoặc là mình hoài nghi về không biết là làm việc thiện có công đức không, làm việc bất thiện có bất lợi, có bị quả báo gì không. Thì mình tưởng niệm các cái ân đức của Phật, của Pháp, của Tăng này thì nó sẽ tăng trưởng cái niềm tin này. Nên cho nên là trong cái lúc hành thiền này, thì mình chọn cái đề mục là thiền hơi thở là một cái đề mục chính của mình, thì mình vẫn cần cái sự hỗ trợ của các đề mục khác. Ví dụ như người nào mà có cái tham dục nhiều thì lúc ấy mình cần có cái sự là quán về sự bất tịnh. Người nào mà có sân hận nhiều thì mình phải tác ý đến cái tâm từ. Người nào mà có cái hoài nghi nhiều thì mình phải có cái niệm ân Đức Phật. Người nào mà giải đãi nhiều thì mình cần phải tác ý đến sự chết. Những cái đấy nó sẽ hỗ trợ tùy theo mỗi người, mỗi cái căn tính. Và mình cần phải có những cái pháp nó hỗ trợ cho cái pháp thiền của mình. Thế được khi nào cái tâm của mình nó thật là thanh tịnh rồi thì mình sẽ phát triển được định. Khi nào mà cái tâm của mình nó bớt được năm cái triền cái này, tham dục sân ôm trầm tùy miên trạng hối và hoài nghi này, thì lúc đấy chánh niệm nó sẽ được liên tục mà nó không bị gián đoạn. Năm cái triền cái này là cái nó là cái năm cái triền cái này nó hay làm gián đoạn cái chánh niệm. Bây giờ mình mà giảm bớt được nó đi là chánh niệm sẽ được duy trì. Chánh niệm được duy trì thì sẽ đắc định. Khi đắc định thì nó sẽ xuất hiện một cái loại ánh sáng được gọi là nimitta. Khi nào mà hành thiền tốt, có những cái người người ta có cái tâm rất là thanh tịnh, người ta có thể ngồi một ngày người ta đã đắc định rồi. Người ta một ngày người ta cũng thấy được ánh sáng. Có những người phải ngồi rất là nhiều, hành thiền rất là lâu mới phát triển được cái ánh sáng. Thì nó tùy theo cái ba la mật của từng người. Ba la mật ấy có nghĩa là cái người đó có cái sự công phu tu tập ở trong quá khứ nhiều ấy, thì bây giờ thực hành rất là dễ dàng. Còn cái người nào ở trong quá khứ mình ít tu tập thì giờ mình phải tu tập nhiều hơn thì nó mới phát triển được định. Khi mà có định thì tâm nó sẽ sáng rực lên, thì đây là cái loại ánh sáng nimitta. Thiền sinh ít kít cấu vế, không bị chướng ngại bởi năm chín cái thì ánh sáng nimitta là xuất hiện dễ dàng. Và có ba loại nimitta. Thứ nhất là chuẩn bị tướng. Cái lúc đầu thì cái nimitta nó xuất hiện, nó tưởng có cái màu xám như khói thuốc, và thiền sinh không cần bận tâm đến nó, vì nó đây là chuẩn bị tướng. Mình đang tập trung trên hơi thở và mình tự nhiên mình thấy trước mặt mình nó có một cái vòng tròn, nó có một cái vòng xoay xoay, nó xám xám, nó mờ mờ, nó như khói thuốc hay nó như một cái hơi nước hay nó như một cái đám mây nó bay bay ở trước mặt ấy. Thì đấy là bắt đầu cái định tướng, nó bắt đầu nó sinh khởi, đấy nó gọi là chuẩn bị tướng. Thứ hai là học tướng. Khi mình chánh niệm trên hơi thở thì cái màu xám nó chuyển thành nó trắng dần đi, cứ từ từ nó rõ dần đi, nó đang thành màu xám màu đen mà nó cứ trắng dần đi, thì lúc ấy nó phát triển thành học tướng. Mình duy trì tâm ở trên hơi thở tiếp thì nó sẽ sáng rực lên, nó tỏa sáng rực rỡ lên, thì lúc ấy nó trở thành tợ tướng.
Dù ánh sáng đã xuất hiện rõ ràng nhưng mà thiền sinh vẫn tiếp tục chánh niệm trên hơi thở, chưa vội quan sát nó, vì cái ánh sáng ngay lúc đầu nó rất là yếu. Thì đấy là nó xuất hiện nimitta, là cái ánh sáng này. Thì cái ánh sáng này nó từ đâu mà nó xuất hiện, nó là cái gì, nó là cái gì mà nó lại sáng lên? Ánh sáng này nó chính là cái tâm của mình, cái tâm của mình, hay là cái tâm của mình lúc mà nó ô nhiễm thì nó không có sáng, còn do mình tu tập mình gột rửa những cái ô nhiễm đi cho nên nó sáng ra. Nó giống như là ngọc mà nó vùi ở trong đất ấy. Khi mà ngọc nó vùi ở trong đất thì mình không có biết, đi mình dẫm đạp lên nó mình chả biết. Thế một hôm mà mình cầm một cái hòn đá mình mang, mình mài sạch nó đi, mình thấy nó bóng ra, mình biết nó là ngọc. Nó cũng vậy, cái tâm của mình cũng vậy, trước đến giờ nó cũng giống như ngọc, nó vốn nó sáng rực rỡ như vậy. Nhưng mà từ trước đến giờ mình không có biết, vì mình toàn hướng tâm đến tham sân si không. Và bây giờ cái người hành thiền là cái người đang đi mài giũa. Hành thiền là mình mài giũa, tức là mình gột rửa những cái ô nhiễm, mình buông bỏ những cái ô nhiễm đi, thì cái tâm của mình nó tỏa sáng lên, nó giống như là ngọc, như là pha lê vậy. Thì cái người hành thiền là vậy, là cái người mà đang gột rửa tâm, làm cho tâm thanh tịnh lên, rèn luyện cho cái tâm nó trong sáng ra. Thì cái tâm nó sáng lên như thế, thì cái tâm nó cái chú tâm và hơi thở là đấy, là nó đang gột rửa, nó đang rèn luyện, nó đang được mài giũa. Đến lúc mà nó sáng lên thì nó tạo ra một cái loại sắc gọi tâm sinh. Cái tâm đấy là tâm cao thượng, tâm đấy là cái tâm chánh niệm tỉnh giác, thì nó rất là cao thượng mà nó tạo ra những cái sắc nó sáng rực rỡ như vậy. Đấy thì gọi là ánh sáng, hay còn gọi là nimitta, hay là còn gọi là cái tướng của định, hay còn gọi là định tướng, có nhiều cái tên gọi. Thì thường thường cứ gọi là ánh sáng, hoặc còn nimitta, gọi là cái tướng của cái định, hay là cái người đấy gọi là ấn chứng của định. Ấn chứng là cái người đó đã đắc định. Nhưng mà cái lúc mới có ánh sáng này thì cái đắc định nó ở cái mức độ rất là thấp, yếu, non, còn non yếu. Nên là mình có vẫn phải để tâm và quan sát hơi thở. Và cái hình dáng của cái nimitta này nó có nhiều hình dáng. Ánh sáng nimitta đó, nếu lúc đấy mình cứ nghĩ đến cái gì, mình cái tâm mình hay tưởng nhớ đến cái gì, thì cái ánh sáng nó sẽ xuất hiện thành cái hình ảnh đấy. Mình nghĩ đến bông hoa thì mình sẽ thấy ở trong cái ánh sáng nó giống như bông hoa. Có cái người thì nghĩ là thấy ánh sáng giống như đám mây, có cái người thì thấy ánh sáng nó giống như thảm lụa, có người thấy ánh sáng nó giống như là ngọn núi, có người thì thấy ánh sáng nó như mặt trời, có người thấy như mặt trăng. Thì mỗi người mỗi cái tưởng khác nhau, cho nên là nó có những cái hình dáng khác nhau. Nhưng mà cái người nào mà càng ít cái tưởng thì càng tốt, mình không nghĩ nó giống cái gì thì càng tốt. Và cái người mà hành thiền đến một cái mức độ nào đấy, mình sẽ thấy được cái ánh sáng này, gọi là cái ánh sáng nimitta này. Khi mà thấy ánh sáng rồi thì việc tiếp theo là sẽ làm gì? Đó là duy trì cái ánh sáng này, cái việc còn lại của mình. Khi mình tập trung ở trên cái hơi thở rồi, mình sẽ thấy được ánh sáng nó xuất hiện. Khi thấy ánh sáng xuất hiện rồi thì phần sự tiếp theo của mình là duy trì ánh sáng nimitta. Chỉ việc duy trì nó mà thôi, miễn là làm sao mình thực hành để mà tồn tại, để phát triển được cái nimitta này là đắc thiền. Mà muốn duy trì được ánh sáng nimitta thì có các cái yếu tố hỗ trợ cho việc duy trì này. Đó là mình có một chú xứ thích hợp, thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp, lời nói thích hợp và thân cận người thích hợp, thì sẽ duy trì được cái ánh sáng này. Còn nếu bây giờ mình phát triển được ánh sáng rồi, mình mà ở chú xứ không thích hợp, thời tiết không thích hợp, thực phẩm không thích hợp, lời nói không thích hợp và thân cận người không thích hợp, thì cái ánh sáng nó sẽ mất đi. Nếu mà mình không biết cách bảo vệ nó mất đi. Cho nên là mình phải bảo vệ nó để duy trì nó. Vậy thì mình phải có những yếu tố này hỗ trợ để mình duy trì nimitta. Chú xứ thích hợp là gì? Là một chỗ ở hợp với người hành thiền. Tức là cái lúc đấy mình phải tách riêng ra ở một mình, không được ở chung với ai. Nếu mà muốn duy trì được cái nimitta, muốn duy trì được ánh sáng thì mình phải ở riêng một mình, một phòng. Cho nên là hầu như là đã là trường thiền là không cho hai người ở một phòng là vậy đấy. Phải ở chung một mình. Hai người ở một phòng là sẽ mất ánh sáng. Chỉ cần nói chuyện bông đùa một tí là mất ánh sáng. Cho nên là cái lúc đấy là phải có một chỗ ở thích hợp. Là cái chỗ ở đấy càng yên tĩnh càng tốt. Và
cái tốt nhất là phải ở một mình, không nên ở chung với ai hết. Nếu đã ở chung thì hai người đấy phải là cùng là hai người hành thiền. Chứ còn mình mà hành thiền mình ở với một cái người không tu thiền thì thôi, người người ta không hành thiền về người ta kể đủ mọi thứ chuyện trên đời, thế là tâm mình hướng ngoại cái là mình sẽ bị mất. Vậy cho nên là khi đã có ánh sáng rồi thì mình phải ở riêng biệt, ở một mình, ở độc cư, càng ở một mình càng tốt. Đấy là một chú sư thích hợp. Hoặc là có những người mình ở cùng những người khác nhưng người ta thích nói chuyện điện thoại là tâm mình động, mình sân lên cái là nó mất. Hoặc là mình ở với người khác mà người ta đọc sách, người ta tụng kinh là mình mất, người ta hát nghêu ngao, người ta nói chuyện nọ kia. Vì vậy cho nên là tránh ở hai người, một thất, mình ở một mình một thất là tốt nhất. Chú sư thích hợp có những yếu tố như thế này, những yếu tố như thế này được gọi là một chú sư thích hợp. Không quá xa nàng, hay là xa nàng thì khó kiếm các vật dụng. Tức là bây giờ tôi ở một mình, tôi đi vào trong núi thật sâu, đi thật sâu vào trong núi, thế là mình ở trong đấy lấy gì mà ăn? Trong vậy thì đi quá xa, hoặc là mình ở đi vào trong núi sâu quá, khi mình đi ra khất thực, đi từ sáng đến trưa mới đến nơi, xin được bát cơm mới đi đến tối về đến nhà, đâu còn thời gian nữa mà ngồi thiền. Vậy thì không nên ở cái chỗ quá xa nàng, không có cái để ăn. Quá gần nàng, không nên quá ở gần thì dễ phan duyên. Mình ở gần một cái thì nhà người ta có việc gì người ta ới gọi sang tham gia, người ta có người chết người ta đến mời phải đi niệm đám ma thì còn đâu thời gian nữa mà ngồi thiền. Cũng đừng ở gần quá, hoặc là người ta mở nhạc, người ta xem phim, người ta nọ kia, người ta cãi chửi nhau mình cứ lắng tai nghe là loạn tâm lên ngay. Thì không nên ở nàng ở quá gần là không tốt, ở quá xa cũng không được. Và ở cái nơi mà có con đường đi lại, tức là có cái giao thông đi lại thuận tiện. Chứ bây giờ mình ở một cái chỗ đấy mà nó không có đường đi lại, mỗi lần đi qua mình cứ phải bơi qua sông hoặc lội qua ruộng, hay là phải băng qua rừng, qua cánh đồng thì nó rất là phiền. Nên là phải chọn cái chỗ nào ở nó cũng phải có cái thuận tiện giao thông một tí, có ít người qua lại, không có ồn ào, không náo nhiệt, ít ruồi, muỗi, gió, sức nóng, mặt trời, mặt trạng và các cái loài bò sát. Ở cái nơi nào ấy nó ít các cái loài côn trùng thì cũng tốt. Dễ kiếm bốn thứ vật dụng cần dùng, tức là ở cái chỗ đấy mới có những người tín đồ người ta cúng dường các cái thứ vật dụng. Như ở cái chỗ nào mà không có ai cúng dường cái gì mà mình hành thiền mình bảo hôm nay phải đi đi trồng rau rồi mai có rau ăn là không hành thiền được nữa. Hành thiền là phải đi ăn xin, phải chấp nhận vậy. Cho nên là người đã hành thiền rồi mình phải chấp nhận, mình giống như là một cái người ăn mày hàng ngày ôm bát đi xin ăn từng bữa một, xin ăn của những người người ta hảo tâm, người ta bố thí cho. Tức mình buông bỏ đến mức tối đa như vậy để mà hành thiền. Có các bậc thiện tri thức, tức là ở những cái nơi đấy phải có những cái vị thông thạo về pháp học và pháp hành để hướng dẫn cho sự thực hành của mình thì mình hành thiền cho nó đúng. Chứ mình bảo bây giờ tôi đi vào trong rừng để tự tu thì cái người đấy cũng không tu được. Mình có đầy đủ các cái điều kiện, nhưng mà mình thiếu một cái điều kiện, đó là không có người hướng dẫn là mình cũng thất bại. Mình có tu cả đời nó cũng chỉ đạt đến cái mức độ như thế mà thôi, không bao giờ tiến xa hơn được nữa. Cho nên nó cần phải có đầy đủ hết, phải có đầy đủ mọi yếu tố như vậy. Và vậy thì cái chỗ như thế nào được gọi là không thích hợp, một tu viện như thế nào thì không thích hợp cho việc hành thiền? Bây giờ chùa thì rất là nhiều, thiền viện rất nhiều, tu viện rất là nhiều, nhưng mà có phải chùa nào cũng hành thiền không? Giờ mai mốt là những cái chùa nào nổi tiếng nhất đến mình hành thiền, có hành thiền không? Chùa rất nhiều lắm nhưng mà không phải chùa nào cũng hành được. Một tu viện mà có đông người tụ họp nhưng không có pháp hành thiền, có những cái thiền viện hàng trăm người, hàng ngàn người, người ta ở với nhau nhưng mà người ta không có hành thiền, suốt ngày chỉ bận họp hành tiếp khách rồi thì cũng không thích hợp để mình hành thiền. Một tu viện mà đang bắt đầu xây dựng, cái tu viện đấy bây giờ bắt đầu mới
ta tạo dựng đấy. Tạo dựng là đang thì mình đến đấy nó chưa có cái chỗ ăn, chưa có chỗ ở, chưa có chỗ nghỉ ngơi, chưa có thiền đường để ngồi thiền, chưa có cái gì hết, thì mình lấy cái gì mà thiền? Mình phải tham gia xây dựng thì lúc ấy nó không thành thiền được. Một tu viện là mà quán là hoang tàn tả tơi, đến một cái ngôi chùa nào người ta sụp sập sệ sụp đổ, ngồi đấy hành thiền thì người ta lại mắng cho, đã bảo ăn thì không có chịu xây dựng sửa chữa thì cũng ngồi đấy mất thiền. Thế này cho nên là cái chùa nào nó sập sệ là mình phải đi xây lại, đã xây lại thì còn đâu thời gian nếu mà hành thiền. Một cái nơi mà nó gần đường đi, gần đường đi quá thì tiếng xe cộ nó ồn ào không hành thiền được. Một cái ngôi chùa mà nó gần chợ hoặc là cái gần giếng nước công cộng thì nó nhiều người mua bán không hành thiền được. Ngôi chùa nào nó có vườn rau, có những gần đấy vườn rau mà cả làng người ta ra trồng rau ấy, giống như là ngôi chùa nằm ở xung quanh là cánh đồng màu mà nó không có tường bao ấy, là suốt ngày chỉ có thấy người ta đi nằm, người ta trồng rau mà người ta đi trồng rau người ta hát hò om tòm này, thế này thiền nó cũng chướng ngại. Nơi có nhiều hoa đang nở, bảo bây giờ mình ra giữ vườn hoa ngồi thiền nó tốt không? Ở đâu mà có nhiều hoa thì sẽ có nhiều ong bướm nó đến, phải không? Đến mình nó thấy mình ngồi đấy nó tưởng mình hít mật nó chích cho một cái. Thực ra thì cái nơi mà có nhiều hoa là sẽ có nhiều người đến ngắm hoa. Các ngắm hoa mình ngồi thiền đấy cho này để cho người ta ngắm. Người ta ngắm hoa mình thấy người ngồi thiền người ta lại ngắm người ngồi thiền. Cho nên là mình không nên ngồi vườn hoa. Cho nên là hành thiền mình không nên trưng hoa. Cho nên trong thiền đường mình tránh trưng hoa là vậy. Như thiền đường tăng thì là không bao giờ trưng hoa. Đây các Phật tử hay trưng hoa, trên kia không cho trưng hoa là vậy. Nơi không cần phải hoa hết gì hết. Hoa là sẽ có người đến hái hoa. Người ta hái hoa này là người ta sẽ làm động cho người hành thiền. Nơi có nhiều trái cây. Bây giờ mình vào cái thiền viện nào mình thấy toàn cây ăn trái không, xoài ngon, mít ngọt, thơm nừng lên. Thế mình thì vào trong đấy ngồi thiền nó có ăn không? Ngồi thiền mà cái mùi sầu riêng nó cứ đập vào mũi, mùi xoài, các cái mùi mà những cái quả thơm ngon ấy, thì có ngồi thiền được không? Cứ mở mắt ra nhìn thấy quả này bắt đầu muốn trèo cây, muốn hái quả, muốn ăn, xong rồi mới ngồi thiền. Ăn xong thì nó no bụng thì bảo đi ngủ một tí đã. Tí nó dậy ngồi thiền, ngủ xong nhìn lên cây thấy quả nó ngon lại trèo lên tiếp. Suốt ngày chỉ có trèo cây hái quả không. Cho nên là ở cái trường thiền thì là không có trồng cây ăn quả. Kỵ nhất là trồng cây ăn quả. Trồng cây ăn quả là thiền sinh người ta không có hành được. Người ta suốt ngày đi hái quả ăn. Vậy cho nên là trường thiền thì chỉ có trồng cây bồ đề này, trồng cây si, trồng cây đa, trồng tre, trồng những cái cây mà không ra trái để thì nó phù hợp nhất. Nó không có hoa, trồng cái cây gì mà nó không ra hoa, nó không ra trái, mà cái gỗ của nó không sử dụng được. Đấy, thì cái môi trường như vậy thì thích hợp với ngồi thiền. Nơi có nhiều khách du lịch, chùa nào mà có nhiều khách du lịch qua lại thì cũng không ngồi thiền được. Cho nên là trường thiền mình không có tạo ra cái cảnh quan cho người ta đến tham quan du lịch, chỉ tạo ra một cái môi trường cho mọi người đến tu tập giải thoát thôi. Thế thì mình phải biến cái chùa thành cái rừng, chứ không có biến chùa thành công viên. Công viên là có người đến chơi. Ở trung tâm thành phố thì chật chội và đông đúc và ồn ào, cũng không hành thiền được. Người nào mà ở trung tâm thành phố cũng không hành thiền được, chạy ra khỏi thành phố. Có nhiều cây gỗ quý, ở đâu mà có nhiều cây gỗ quý quá thì có nhiều người ta đến rình rập. Bây giờ mình trồng một rừng xưa ở đây, người ta bảo cây xưa là cái cây gỗ quý, thì suốt ngày trộm cướp nó đến nó rình rập thì nó lấy gỗ. Càng gỗ quý thì sẽ càng có nhiều cướp. Thì mình ngồi đấy có khi mà nó còn hại cả mình mà. Vướng cái ông kia ông ngồi đấy thì mình phải xử ông trước, mình mới lấy gỗ sau. Vậy cho nên là chỗ nào mà có cây gỗ quý thì chạy đi, chứ không nên đến ngồi. Gần cánh đồng. Cánh đồng thì nó ồn ào vào cái vụ thu hoạch lúa. Thì cái vụ thu hoạch thì mình tránh đi. Nơi có sự tranh chấp, nơi nào mà có cái sự tranh cãi, nơi nào có sự tranh giành, đánh nhau, cãi nhau, chửi nhau thì cũng không có tu tập được, nên tránh đi. Cho nên là không có sự tranh chấp. Nơi gần cửa sông, cửa biển,
thì cái tiếng tàu nó chạy, tiếng còi tàu, còi tàu nó chạy thì cũng ồn ào nơi biên địa. Thế nên là bây giờ mình sống ở những cái nơi biên địa, nơi vùng núi hẻo lánh xa xôi thì những cái người dân tộc ấy, người ta không có chánh kiến, rất là khó giáo hóa, người ta không có tin Phật pháp thì cũng rất là khó cho sự tu tập. Vậy cho nên là càng ở những nơi biên địa càng khó truyền bá, càng khó truyền bá Phật pháp mà tu đấy cũng không an được. Nơi biên giới, nếu mình sống ở biên giới thì hay có chiến tranh, hay xảy ra chiến tranh biên giới, các cái vị vua hay đánh nhau ở cái nơi biên giới đấy. Đấy thì cũng là những cái nơi mình nên tránh, hay không em? Gần đấy, nơi có quỷ thần hung dữ, có những cái nơi mà có nhiều cái quỷ thần hung dữ hay nhiễu loạn thì mình cũng không nên ngồi thiền ở đấy, nên tránh. Và nơi không có bậc thiện tri thức, có thể là những cái ngôi chùa, những cái tu viện này rất là nhiều, nhưng mà không phải ở đâu cũng có những cái vị mà có thể hướng dẫn hành thiền được. Thì những cái tu viện mà không có những cái vị mà có pháp học và pháp hành thì cũng là cái nơi không phù hợp. Đấy, những nơi mình cũng không có hành thiền, đấy là những cái nơi không phù hợp. Và thế nào là thời tiết thích hợp? Thời tiết là thời tiết mà quá nóng cũng khó hành thiền, mà quá lạnh thì cũng ảnh hưởng. Vì vậy cho nên là mình phải làm sao về cái mình phải có một cái chỗ nào hành thiền mà mùa nóng mà nó mát, mà mùa lạnh mà nó ấm thì sẽ hành thiền tốt nhất. Thế nào là một thức ăn thích hợp? Mình phải có những cái thức ăn thích hợp. Bây giờ mình ăn những cái món gì mà nó không hợp ấy, nó không hợp với mình. Ví dụ như là có những cái món mình ăn mà nó không hợp, mà mình ăn xong nó đau bụng rồi mình phải đi cầu tiêu, bị tiêu chảy, thì hôm đấy ngồi thiền nó sẽ không ngồi được, không an được. Vậy thì mình phải ăn những cái thức ăn mà nó phù hợp với mình. Có người thì thích ăn đồ ngọt, có người thích ăn đồ chua, có người thích ăn mặn, có người thích ăn nhạt. Thì thức ăn nó thích hợp thì nó sẽ dễ tu tập, thức ăn mà không thích hợp nó sẽ khó tu tập. Cần ăn uống vừa đủ, có đủ dinh dưỡng và hợp với khẩu vị của mình thì nó sẽ tốt nhất cho cái việc hành thiền. Còn thế nào là lời nói thích hợp? Nói cái gì cho nó thích hợp? Những lời nói khiến cho tâm của mình an tịnh. Có những cái lời nói thì làm cho tâm an tịnh, mà có lời nói nó làm cho tâm tán loạn. Vì thế cho nên thiền sinh chỉ nói những lời nói liên quan đến giáo pháp. Mình mà hay nói chuyện, mà hay nói những cái chuyện tạp nhạp thế sự thì mình có đắc định rồi nó cũng mất định. Vậy cho nên là muốn bảo vệ được cái định của mình thì phải nói những cái lời nói liên quan đến giáo pháp này. Ví dụ khi mà nói đến những cái chuyện ni dục, nói đến những cái chuyện gì mà nó xa lìa đối với dục vọng, chứ không nên nói đến những cái chuyện tham dục. Nói đến những cái chuyện viễn ni, nói chuyện độc cư, nói về chuyện tinh tấn, nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát chi kiến, hoặc là giữ sự im lặng thánh thiện. Đấy là những cái những lời nói thích hợp trong cái đối với người hành thiền. Nên là Đức Phật dạy là đối với những cái người đệ tử của Đức Phật, mỗi khi hội họp với nhau thì có hai việc, có hai cái phận sự cần phải làm. Một đó là mình phải nói đàm luận về Phật pháp, tức là mình có thể đem một cái bài kinh, những cái bài pháp gì đó ra để mình đàm luận. Hoặc là mình có hỏi thăm nhau thì mình chỉ hỏi thăm là dạo này tu tập có tiến bộ không, mỗi ngày ngồi thiền được bao nhiêu thời, tinh tấn hành thiền không, có giữ giới tốt không, hành thiền định tuệ, tu tập pháp học pháp hành có tinh tiến không, thì hỏi han những cái thế thôi, chứ không có hỏi han về những cái thế sự khác, về những cái chuyện được mất hơn thua danh lợi ở cái trần gian thì không nên hỏi than những chuyện đó. Còn nếu như không có chuyện gì để nói thì im lặng, giữ sự im lặng thánh thiện, giữ sự im lặng của bậc thánh. Cái người im lặng là cái người đã thánh thiện, cho nên là phải tôn trọng cái sự im lặng, tôn trọng cái sự im lặng, cái sự hành thiền im lặng là tốt nhất. Cái người nào mà im lặng tịnh khẩu,
không nói chuyện với ai, đeo ngay một cái điểm thật to trước người, không nói chuyện với ai hết. Tịnh khẩu, đeo một cái chuyện là tịnh khẩu, cấm khẩu, thì cái hành thiền nó sẽ tốt. Tịnh khẩu nhưng mà phải tịnh cả cái tâm đấy, khẩu mình tịnh nhưng mà tâm mình cứ nói năng sang thì cũng không được. Còn thế nào là cái lời nói mà nó không thích hợp, những cái lời nói gì nó không thích hợp, ví dụ như những cái lời nói liên hệ đến thế sự khiến cho tâm khởi lên nhiều cái vọng tưởng xấu là lời nói không thích hợp. Cũng như câu chuyện về hưởng thụ dục nào, mình khoe khoang là mình hôm nay mình ăn ngon, mình mặc đẹp, mình được xem những cái phim hay, đấy là những cái cảnh hưởng thụ cái dục nào của thế gian. Nói những cái chuyện đấy thì tâm mình nó sẽ tán loạn. Câu chuyện về danh vọng lợi dưỡng, chuyện về thăng quan phát tài, hoặc là những cái câu chuyện nói xấu sau lưng người khác, nói xấu chuyện người này người kia, những câu chuyện hoang đường tưởng tượng, câu chuyện nhảm nhí không có thật, những câu chuyện nhảm nhí của thế tục, chuyện hoặc là có người ưa thích thể thao thì nói chuyện thể thao, người ưa thích chính trị nói chuyện chính trị, người ưa thích về phim thì nói chuyện về phim. Ở đâu mình cứ ngồi thấy mọi người tụ tập lại với nhau thì những cái người nào người ta thích cái gì người ta sẽ tụ tập với nhau. Người thích thể thao ngồi bàn luận đến các cái trận bóng đá. Người ưa thích chính trị thì bắt đầu ngồi bàn luận về chuyện Đông Tây Kim Cổ, về chuyện thế giới, chuyện trong nước. Cái người mà cứ ưa thích phim thì ngồi bắt đầu bàn luận về cái phim này, phim kia, đủ mọi thứ, những cái câu chuyện là ở bên lề đường. Thì tất cả những cái câu chuyện đấy nó là những cái lời nói không thích hợp, thì nó sẽ làm cho tâm bị loạn tưởng, bị vọng động, và nó sẽ làm cho cái người đó, cái định nó yếu đi, nó không phát triển được. Tất cả những lời nói vô ích đều khiến cho tâm bị vọng tưởng, sinh ra tán loạn, gây chướng ngại cho các hành thiền, cần được chế ngự. Thế nào là thân cận người thích hợp? Pháp là pháp thân cận người thích hợp. Người thích hợp thân cận là người ít nói chuyện vô ích, người tinh tấn hành thiền, người có giới hạnh, có thiền định, có trí tuệ. Đấy là cái người mà thân cận thích hợp. Những cái người nào người ta ít nói chuyện thì mình thân cận mình cũng yên tâm, không có bị tán tâm, định nó không bị yếu đi. Mình thân cận người nào mà hay nói chuyện là định nó sẽ yếu đi. Vậy cái người nào cùng những cái người tu tập với nhau thì nó sẽ hỗ trợ tinh tấn, những thân cận những người tinh tấn hành thiền, người có giới, có định, có tuệ. Những cái người mà không thích hợp, thế nào là những người không thích hợp? Những người hay nói chuyện vô ích là những người không thích hợp. Người có tà kiến, người không có đức tin. Người không có đức tin thì mình nói cái gì người ta cũng bác làm cho mình tán loạn ấy. Người tham dục hưởng thụ, người tham hưởng thụ các dục lạc thế gian, người có nhiều phiền não, lúc nào cũng buồn phiền cau có, thì đấy là những cái người không thích hợp. Thì nếu mà làm được như thế thì mình sẽ phát triển được định. Chú xứ, thời tiết, thực phẩm, lời nói và con người, có nghĩa là muốn đắc được định thì mình phải có một cái chú xứ thích hợp, có những cái lời nói thích hợp, thân cận những người thích hợp, thì nói những cái lời thích hợp thì nó sẽ đắc được thiền, có những cái thiện xảo để đắc thiền. Thì nó có những cái thiện xảo, có 10 những cái thiện xảo để mình có thể chứng đắc được thiền. Đó là thứ nhất là mình phải làm sạch nội ngoại xứ. Muốn hành thiền thì mình phải cắt bỏ râu tóc, tốt nhất là cạo hết đầu cho anh chọc cho nó sạch sẽ, cắt hết móng tay móng chân, không có để dài râu tóc móng tay, mà để dài là sẽ có hành thiền. Vệ sinh thân thể sạch sẽ. Còn ngoại xứ là dọn dẹp vệ sinh y phục, phòng thất và đồ dùng sạch sẽ. Người mà ở bình đấy là cái tâm nó bình mà, nên là sạch sẽ bên ngoài thì trong tâm thì nó cũng dễ sạch sẽ. Quân bình các căn, tín tấn niệm định tuệ, mình phải giữ được quân bình. Các căn được quân bình đều đặn, không quá mạnh và không quá yếu thì được,
thì mình sẽ dễ hành thiền. Quân bình đức tin với tuệ. Nếu mình mà đức tin nhiều thì dễ tin tưởng một cách vô căn cứ, mà nếu tuệ nhiều mà tín ít thì hãy soi mói và hãy phân tích phê phán. Vì vậy cho nên là một cái người hành thiền mình có niềm tin, nhưng mà đừng có tin một cách cuống cuồng, cuồng loạn để ai nói thì cũng tin. Nên cái người mới hành thiền là hay có cái niềm tin, ai nói thì cũng tin. Nên là gặp phải những cái người người ta nói không có đúng với sự thật mình cũng tin, tin một cách vô căn cứ hay là nó không tốt. Tuệ, còn nếu mà có một cái người thì là tuệ quá, ai cũng soi mói, ai nói gì cũng nghi ngờ, ai nói gì cũng nghi ngờ. Cái người mà tuệ mạnh quá như thế, thế thì bây giờ mình phải có cái sự quân bình lại, đó là tin ở cái mức độ vừa phải, và mình soi mói thì cũng soi mói ở cái mức độ vừa phải. Có những cái mình không thấy thì không nên tin, nhưng có những cái không thấy cũng phải tin. Niết bàn là cái mà mình không thấy, nhưng mà mình có tin là có niết bàn không? Mình phải có những cái mình phải tin, có những cái mình không nên tin, có những cái mình thì ở cái đức tin là vậy, có những cái cần phải tin. Và tuệ, tuệ thì thường xuyên là hay có cái gì phải thấy mới tin, không thấy không tin. Và bây giờ mình cố gắng mình thấy, ví dụ mình cố gắng thấy, khi nào mà tôi thấy được địa ngục tôi mới tin là có địa ngục, khi nào tôi thấy được cõi trời tôi mới tin là có cõi trời, tôi thấy được người chết thì tái sinh cõi này cõi kia tôi mới tin là có kiếp trước kiếp sau. Thì cái người đấy là tuệ mạnh quá, cái người này, đấy thì nó sẽ chướng ngại. Vì vậy cho nên là có những cái không thấy mình cũng phải tin, vì mình tin là thì lúc đấy mình phải tin là ta hành thiền rồi, khi đắc thiền ta có thể phát triển được những cái khả năng mình thấy được những cái điều đó, thì lúc đấy mình hãy khởi lên cái niềm tin để giảm bớt cái tuệ nó phân tích lại. Đấy là quân bình giữa tín với tuệ, tức là tín vừa vừa, tuệ cũng vừa vừa, không nên mạnh quá, không yếu quá. Tín yếu quá thì mình không thực hành. Ví dụ khi mình có định rồi thì mình tin rằng ánh sáng nimitta này nhất định ta sẽ đắc thiền và đi đến giải thoát, đấy là tín. Còn tuệ là nimitta này là do tâm định phát sinh, nhưng nó còn non yếu nên ta còn phải cố gắng nhiều. Thì đấy là mình vừa có đức tin vừa có tuệ, hai cái này nó quân bình, nó hài hòa với nhau, và nó sẽ dẫn dắt mình đi đến cái thành tựu, đi đến cái sự giải thoát này. Đó là quân bình giữa đức tin với tuệ. Hôm nay học đến đây, sau học tiếp. Hôm nay nó dài, hai buổi hết.